Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 12. 3 tháng sau, Dương Diệp nhìn đại thụ đã vỡ nát ở ngoài trăm trượng, ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm đang bồng bềnh, hắn cứ như vậy nhìn đại thụ với vẻ khó chịu. Một giây nào đó, ánh mắt Dương Diệp cứng lại, chỉ thấy vù một tiếng xé gió vang lên, thanh trường kiếm ở trước mặt hắn mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã cắm vào trong đại thụ. Năm hơi thở. Dương Diệp hít sâu một hơi, lắc đầu. Trải qua 3 tháng không ngừng tu luyện, ngự kiếm thuật của hắn có thể nói là đã tăng mạnh, phạm vi khống chế cũng từ 10 trượng biến thành hơn 100 trượng hiện tại, tốc độ cũng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong đây cũng không thể thiếu công lao của Mạc lão. Tuy như vậy, nhưng Dương Diệp vẫn có chút không hài lòng, bởi vì Mạc lão từng nói chỉ có một hơi thở 100 trượng mới tính là nhập môn, nói cách khác, hắn bây giờ vẫn chưa được tính là nhập môn. Nhưng đã không có thời gian nữa rồi, bởi vì còn có một tháng nữa chính là thời gian thanh vân bảng. Đúng rồi, điều đáng để nhắc tới là cảnh giới của hắn đã đề thăng. Từ tiên thiên nhất phẩm đề thăng tới tiên thiên nhị phẩm, không chỉ cảnh giới, ngay cả kiếm ý cũng đã đến kiếm ý nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần có một cơ hội là hắn có thể lập tức đột phá tới kiếm ý đệ tam trọng. Ngoài ra, phá long quyền của hắn dưới sự chỉ điểm của Mạc lão cũng đạt tới đệ nhất trọng, về phần uy lực khiến Dương Diệp khiếp sợ không thôi. Thu hồi trường kiếm, Dương Diệp đi tới trước nhà tranh của Mạc lão, ôm quyền với gian nhà của Mạc lão rồi nói. Mạc lão, vãn bối phải cáo từ rồi. Cửa chậm rãi mở ra, Mạc lão từ bên trong đi ra, Mạc lão vươn tay phải, nói. Thanh kiếm này tặng cho ngươi. Trên tay lại trống không không có một vật gì. Nhìn tay không của Mạc lão, Dương Diệp không biết là ý gì. Đột nhiên, Dương Diệp nhướng mày, hắn cảm giác được kiếm, không phải là cố lộng huyền hư hoặc là ý cảnh gì, mà là thật sự có kiếm. Dương Diệp vươn tay ra nhận lấy, quả nhiên hắn chạm vào một thanh kiếm trong vỏ. Mạc lão, kiếm này vì sao không nhìn thấy được? Đây là dùng tài liệu đặc thù để đúc thành, có hiệu quả ẩn giấu, cho nên kiếm này được gọi là ẩn kiếm, có điều đáng tiếc. Người đó đúc kiếm này lúc trước bởi vì gia đình có biến, hắn không thể chuyên tâm tạo ra kiếm này, thế cho nên kiếm này không sinh ra được kiếm linh tiên thiên. Có điều cũng vẫn không tồi, dù sao kiếm này cũng được coi là địa cấp trung phẩm. Mạc lão nói, địa cấp trung phẩm. Dương Diệp khiếp sợ, hít sâu một hơi, nói. Đa tạ Mạc lão. Hắn không cự tuyệt, hắn hiện tại còn thiếu chính là một thanh huyền kiếm vừa tay, rõ ràng, thanh kiếm này vô cùng thích hợp. Mạc lão lại lấy ra một tờ danh sách đưa cho Dương Diệp. Đây là linh dược cần thiết để ngươi ngày sau rèn luyện nhục thân, những dược thảo này ta không có, tự ngươi ra ngoài tìm cách kiếm đi. Ừ, tốt nhất là kiếm nhiều một chút, bằng không sẽ khổ cho chính ngươi đó. Nhìn lướt qua dược thảo trên danh sách, sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên khổ sở, bởi vì bên trên ít nhất có 20 loại linh thảo là linh thảo địa cấp, về phần linh thảo huyền giai thì tới hơn 100 gốc. Có điều cũng may. Với tài lực của hắn hiện tại thì vẫn có thể chịu được, cùng lắm thì đi chế thêm một số phù lục rồi đem bán. Tay phải Mạc lão vung lên, một vòng tròn màu lam nhạt xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Cưng quá dễ gãy, có điều kiếm đạo của ngươi chính là cần loại tính cách này của ngươi, ta cũng không tiện khuyên ngươi cư xử khéo đưa đẩy. Bất kể là thế nào thì cũng đừng có chết non. Nói xong, Mạc lão không nói gì nữa, xoay người đi vào nhà tranh. Dương Diệp thi lễ đệ tử về phía nhà tranh rồi sau đó đi vào trong vòng tròn màu lam nhạt. Đoạn hồn sơn mạch, trên một cây đại thụ, một nữ tử mặc áo đen, đeo mặt nạ màu đen đang thả ý niệm tìm kiếm chung quanh. Nữ tử không phải ai xa lạ, chính là Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Lúc trước vì sợ đắc tội với Lâm Sơn, Phượng Vũ đành phải bỏ tiền ra mời người của tổ chức ngũ sát đi đối phó Dương Diệp, nhưng mà nàng ta không ngờ Dương Diệp này không ngờ lại nhảy xuống đoạn hồn uyên. Nếu không phải tổ chức ngũ sát luôn có danh dự tốt, nàng ta đã cho rằng đây là tổ chức ngũ sát đang lừa gạt nàng ta. Đối với Dương Diệp vì sao muốn nhảy xuống đoạn hồn uyên, nàng ta cũng không biết, nhưng nàng ta biết rõ một điểm, đó chính là Dương Diệp tuyệt đối sẽ không tự sát, bởi vì Dương Diệp muốn cứu mẫu thân hắn. Do dự hồi lâu, nàng ta cuối cùng không chống lại được sự dụ hoặc của phương pháp thuần phục thú, một mình đi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Dương Diệp. Nhưng ở trong đoạn hồn sơn mạch này hơn một tháng, trừ mấy con huyền thú ra thì nàng ta ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng không thấy, nàng ta đã nhiều lần tới đoạn hồn uyên, nhưng chung quy vẫn không có dũng khí để nhảy xuống.
Nói đùa à, chính là địa phương mà tôn giả cảnh đi xuống cũng có đi không có về, một cường giả linh giả cảnh nho nhỏ như nàng ta thì sao dám đi xuống. Thở dài một hơi, Phượng Vũ chuẩn bị rời đi. Nàng ta cuối cùng về là bách hoa vệ của bách hoa cung, trong bách hoa cung nàng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ, không có thời gian để ở lâu bên ngoài. Ngay khi Phượng Vũ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Phượng Vũ bỗng dưng quay đầu nhìn về phía bên phải, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Dương Diệp lúc này sắc mặt đang rất khó coi, đúng vậy, vô cùng khó coi. Hắn mới ra khỏi đoạn hồn uyên thì đã bị một nữ nhân áo đen cản lại, mà tiểu gia hỏa nói với hắn rằng, nữ nhân áo đen này không phải ai khác mà chính là Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Ở đoạn hồn uyên mấy tháng nay, thực lực của hắn có thể nói là đã tăng mạnh, nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn có thể chạm sát được cường giả linh giả cảnh. Ngươi sao có thể từ đoạn hồn uyên bình yên đi ra? Phượng Vũ nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi, thanh âm trải qua sự xử lý đã không phải là thanh âm vốn có của nàng ta. Dương Diệp ngẩn ra, người trước mắt này sao biết hắn tiến vào đoạn hồn uyên? Nháy mắt, Dương Diệp như là nghĩ tới gì đó, trong mắt lóe hàn quang, nói. Phượng Vũ, sát thủ đó là ngươi mời tới. Thấy thân phận đã bị Dương Diệp nhìn thấu, Phượng Vũ dứt khoát bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nói. Tiểu tử, không thể không nói, bí mật trên người ngươi thật sự là quá nhiều. Đoạn hồn uyên này cho dù là tôn giả cảnh cũng không dám bước vào, ngươi lại đi xuống, đồng thời còn bình yên trở về. Còn nữa, phương pháp ngự thú đó của ngươi nữa, nói ra hai bí mật này đi, ta sẽ cho ngươi chết bớt đau đớn một chút, thế nào? Ngươi thả mẫu thân của ta ra, ta sẽ nói ra hai bí mật này với ngươi, thế nào? Dương Diệp nói. Ánh mắt Phượng Vũ trở nên lạnh lùng, nói. Mẫu thân ngươi vi phạm cung quy, cho dù là cung chủ cũng không có quyền thả nàng ta ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra hai bí mật này, ta có thể cho ngươi chết bớt đau đớn một chút, bằng không rất nhanh thôi sẽ chính là muốn chết cũng không được đâu. Các loại hình phạt của Bách Hoa Cung ta tuy vẫn kém Quỷ Tông, nhưng ta tin, ngươi nhất định sẽ không muốn thử đâu. Muốn ta nói ra bí mật trên người ta với ngươi, cũng được, nói cho ta biết tình trạng của mẫu thân ta ở Bách Hoa Cung đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Bằng không cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có được bất kỳ bí mật gì đâu, tin ta đi. Cho dù ngươi dùng các loại hình phạt của Quỷ Tông cũng đừng hòng có được thứ mà ngươi muốn ở trên người ta. Hai mắt Phượng Vũ híp lại. Lần trước đã nói rồi, mẫu thân ngươi ở dưới đáy đoạn tình nhai chịu đựng âm sát hàn phòng, với tình trạng sức khỏe của mẫu thân ngươi hiện tại, nàng ta căn bản không chống đỡ được mấy năm đâu. Có điều ngươi yên tâm, Bách Hoa Cung sẽ không để nàng ta được chết dễ dàng, Bách Hoa Cung sẽ dùng các loại linh dược để bảo vệ tính mạng của nàng ta, để nàng ta phải hưởng thụ âm sát hàn phong thật lâu. Người từng vi phạm cung quy, không có một ai được chịu khổ mấy năm là được chết cả, cơ bản đều bị tra tấn tới mức thần trí sụp đổ rồi Bách Hoa Cung mới cho họ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn Phượng Vũ, nói. Phượng Vũ, mẫu thân ta sở dĩ phải chịu đựng những thống khổ này, có thể nói là đều vì ngươi. Ngươi yên tâm, thống khổ mà mẫu thân ta phải chịu ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Bách Hoa Cung, Dương Diệp ta cam đoan, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến tông môn này biến mất khỏi thế gian. Giọng nói tuy là vô cùng bình tĩnh, nhưng lại giống như núi lửa trước khi phun trào. Ha ha! Phượng Vũ phá lên cười, một lúc sau, khóe miệng nàng ta hiện ra vẻ châm chọc không thể che giấu, nói. Khiến Bách Hoa Cung biến mất khỏi thế gian này, chỉ bằng vào ngươi thôi à? Đừng nói ngươi chỉ là một tiên thiên cảnh, cho dù ngươi đạt tới hoàng giả cảnh thì sao? Nội tình của Bách Hoa Cung ngươi không thể tưởng tượng được đâu, không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách. Phượng Vũ còn chưa nói xong thì Dương Diệp đã động. Chỉ thấy Dương Diệp lấy ra ba tấm phù lục rồi vỗ vào người hắn, sau đó thì thân hình khẽ động, bắn về phía Phượng Vũ. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, vẻ châm chọc trên mặt Phượng Vũ càng nở rộ, nhưng mà ngay khi Dương Diệp tới trước mặt nàng ta tám trượng thì sắc mặt Phượng Vũ trong nháy mắt đã kịch biến. Dương Diệp sở dĩ động thủ, đương nhiên không phải muốn chịu chết, vào một khắc hắn hành động, hắn đã ăn một tấm cường lực phù và thần hành phù. Đương nhiên cho dù hắn ăn hai tấm phù thượng phẩm cũng không đủ để đối kháng với Phượng Vũ đã là linh giả thất phẩm cảnh. Cho nên khi còn cách Phượng Vũ mấy trượng, hắn đã đánh về phía Phượng Vũ ba tấm lạc lôi phù mà Lâm Sơn đã cho hắn. Phượng Vũ sở dĩ biến sắc,
cũng chính bởi vì ba tấm lạc lôi phù này. Ba tấm lạc lôi phù đón gió phình to trong không trung, một mảng mây đen trong nháy mắt đã tụ hội, sau đó ba tia chớp thô to như cột nhà từ trong mây đen đánh xuống Phượng Vũ, tốc độ cực nhanh, khiến cho Phượng Vũ đã là cường giả linh giả cảnh cũng không thể tránh né. Phượng Vũ không dám có chút lơ là, tay ngọc vung lên, lồng huyền khí trong nháy mắt đã kết thành, cùng lúc đó, một thuẫn bài giống như từ cánh hoa đúc thành bồng bềnh trên đỉnh đầu của nàng ta. Ầm ầm ầm. Ba tia chớp to như cột đèn đánh lên thuẫn bài, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, bùm, một tiếng, thuẫn bài đó hóa thành những mảnh vụn, mà ba tia chớp vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tốc độ không giảm giáng xuống Phượng Vũ trong huyền khí. Bách Hoa Trưởng. Khi tia chớp đánh lên lồng huyền khí của Phượng Vũ, trong sân đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ của Phượng Vũ, lập tức một trường ấn từ huyền khí biến thành nghênh đón ba đạo thiểm điện đó. Bùm. Một tiếng nổ vang lên, một cỗ sóng khí từ chỗ trưởng ấn năng lượng và tia chớp chạm nhau đột nhiên khuếch tán ra, đi qua đâu là cây cối hoa cỏ trong nháy mắt bị phá hủy tới đó. Cùng lúc đó, trưởng ấn năng lượng cũng tiêu tán trong không trung, mà ba đạo thiểm điện thì mới chỉ tan có hai đạo, một đạo trong đó thì không gặp trở ngại gì giáng thẳng xuống lồng huyền khí mà Phượng Vũ ngưng kết thành. Ầm, lại một nổ vang lên. Sóng khí tan đi để lộ Phượng Vũ bên trong. Lồng huyền khí mà Phượng Vũ ngưng kết ra tuy đã chặn được đạo thiểm điện đó, nhưng hiển nhiên, Phượng Vũ lúc này cũng cực kỳ đau đớn. Bởi vì quần áo trên người Phượng Vũ đã rách tung tóe, không chỉ như vậy, tóc nàng ta cũng cháy khét dựng đứng. Khi đạo thiểm điện cuối cùng tiêu tán trong không trung, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Phượng Vũ, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng vào ba tấm lạc lôi phù là có thể đánh chết được Phượng Vũ này. Dù sao Phượng Vũ cũng là cường giả linh giả thất phẩm. Mục đích của ba tấm lạc lôi phù chỉ là muốn làm trọng thương Phượng Vũ là tốt rồi, bởi vì chỉ cần Phượng Vũ trọng thương, hắn sẽ có cơ hội, tuy cơ hội này không lớn, nhưng chung quy vẫn là một cơ hội. Khi nhìn thấy bộ dạng của Phượng Vũ, Dương Diệp trong lòng vui lắm, sau đó khóe miệng hiện ra một tia dữ tợn, rút kiếm chém Phượng Vũ từ trên xuống dưới. Lần này Dương Diệp không giữ lại, toàn bộ tung ra hết. Lực lượng nhục thân cộng với huyền khí màu vàng kim. Còn cả kiếm ý cùng với sự gia trì của cường lực phù, khiến cho tốc độ của một kiếm này của Dương Diệp đạt tới một trình độ bất khả tư nghị. Ẩn kiếm tuy không nhìn thấy được, nhưng vào một khắc Dương Diệp động thủ, những tiếng vù 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 khủng bố vang lên, đó là thanh âm không khí bị xé rách. Nhìn thấy một tia chớp cuối cùng tiêu tán, Phượng Vũ thở hắt ra một hơi, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp đã tới trước mặt nàng ta thì khóe miệng nàng ta nở một nụ cười châm chọc, thiếu niên trước mắt này đúng là tự tìm đường chết. Cho dù nàng ta lúc này đã bị nội thương, nhưng một tiên thiên nho nhỏ vẫn không thể chống lại được, hắn căn bản không biết cường giả linh giả cảnh là khủng bố tới thế nào. Nhưng mà, nụ cười châm chọc ở khóe miệng nàng ta còn chưa kịp mở rộng thì đột nhiên con ngươi của nàng ta co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, bởi vì nàng ta cảm nhận được kiếm ý. Tuy khiếp sợ, nhưng nàng ta phản ứng vẫn không chậm, khi kiếm của Dương Diệp đi tới trước mặt nàng ta nâng tay phải lên cản. Đương nhiên, Phượng Vũ sẽ không đưa tay mình cho Dương Diệp chém, trên tay nàng ta có một vòng tay màu đen, vòng tay này không phải vòng tay bình thường mà là một kiện huyền bảo không gian huyền giai thượng phẩm. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, ngay sau đó lại, bùm, một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vũ, huyền bảo không gian huyền giai thượng phẩm này của nàng ta ầm ầm vỡ vụn, tuy huyền bảo này bị nổ nát, nhưng kiếm thế của Dương Diệp cũng bị cản lại, không còn lực lượng như lúc trước. Kiếm thế bị cản, Dương Diệp dứt khoát bỏ kiếm, tay phải nắm lại, trên quyền trường, một tầng ánh sáng vàng trong nháy mắt hiện lên, sau đó thì hung hăng đánh xuống ngực Phượng Vũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy huyền bảo của mình bị nổ nát, Phượng Vũ vừa sợ vừa giận, sợ vì thiếu niên trước mắt này không ngờ có thể đánh vỡ huyền bảo huyền giai thượng phẩm, cái này cần lực lượng lớn cỡ nào. Giận là nàng ta đường đường là một cường giả linh giả cảnh. Không ngờ bị một huyền giả tiên thiên cảnh bắt nát tới mức độ này, việc này nếu truyền ra ngoài, Phượng Vũ nàng ta còn mặt mũi nào nữa. Tuy vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt với một quyền này của Dương Diệp, Phượng Vũ cũng không dám lơ là, nếu là bình thường, nàng ta tất nhiên không sợ gì, nhưng hiện tại. Vừa rồi tia chớp đó tuy chưa tạo thành thương tổn chí mạng cho nàng ta, nhưng cũng đã đả thương đến ngũ tạng lục phủ của nàng ta rồi. Thế cho nên nàng ta hiện tại căn bản không dám tùy tiện điều động huyền khí để thi triển một số huyền kỹ cao giai, cũng chính vì nguyên nhân này,
nàng ta lúc trước mới dùng kiện huyền bảo không gian để ngăn cản kiếm của Dương Diệp, mà cũng vì nguyên nhân này nên nàng ta hiện tại chỉ có thể bị động chứ không thể chủ động. Tay phải Phượng Vũ hóa thành trưởng đánh tới một quyền đó của Dương Diệp. Ầm, lực lượng cường đại trên quyền đầu của Dương Diệp khiến cho thân thể Phượng Vũ trong nháy mắt bắn ra ngoài. Trên không trung, Phượng Vũ kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta biết, nàng ta lần này đã xem thường Dương Diệp này này, lực lượng như vậy, một huyền giả tiên thiên cảnh làm sao mà có được. Cho dù là lực lượng của huyền thú vương cấp cũng không hơn được. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Phượng Vũ coi thường hắn, nhưng hắn lại không coi thường Phượng Vũ. Lực lượng nhục thân của hắn dưới sự dạy dỗ của Mạc Lão, đã không kém một huyền thú vương cấp, cộng thêm một tấm cường lực phù thượng phẩm, còn có huyền khí màu vàng kim gia trì, lực lượng của Dương Diệp dưới loại trạng thái này cho dù là thú vương cũng không bằng. Nhân lúc hắn bệnh lấy luôn mạng hắn, Dương Diệp biết rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dưới sự gia trì của tật phong bộ và tật phong hoa và thần hành phù. Thân thể Dương Diệp trực tiếp hóa thành một bóng đen, một khắc Phượng Vũ còn chưa rơi xuống đất thì đã tới trước mặt Phượng Vũ, sau đó thì rút kiếm chém Phượng Vũ. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, đó là kiếm quang khi Dương Diệp rút kiếm. Trường kiếm đi qua đâu, không khí đều bị cắt nhỏ tới đó, tiếng khí nổ khủng bố vang lên. Lúc này trên mặt Phượng Vũ không còn một tia vẻ châm chọc nào, vẻ mặt nàng ta vô cùng ngưng trọng, nếu nàng ta ở dưới trạng thái hoàn hảo. Muốn giết Dương Diệp thì dễ như trở bàn tay. Cường giả linh giả cảnh thi triển huyền kỹ, tiên thiên cảnh căn bản không phải là không thể chống lại. Nhưng mà hiện tại nàng ta căn bản không dám tùy tiện thi triển huyền kỹ, bởi vì một khi thi triển, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi cho thân thể nàng ta. Nói một cách khác thì chính là Dương Diệp hiện tại có thể tạo thành uy hiếp cho nàng ta rồi. Tuy trong lòng nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Lần này Phượng Vũ không dám đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp, mũi chân điểm nhẹ trong không trung, thân thể bắn ra sau, nhưng mà trong nháy mắt nàng ta vừa lui lại, Dương Diệp đã lại đi tới trước mặt nàng ta, sau đó thì giống như lúc trước, rút kiếm chém một nhát. Hai mắt Phượng Vũ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, đối phương quả thật là khinh người quá đáng, dưới cơn thịnh nộ, Phượng Vũ không cố kỵ tới sự khác biệt trong cơ thể, huyền khí dũng động. Tay trái trong nháy mắt được phủ kín một tầng năng lượng mỏng manh, sau đó thì tay trái nắm chặt, tóm lấy thanh ẩn kiếm này của Dương Diệp. Ẩn kiếm tuy là không nhìn thấy được, nhưng quỹ tích của nó lại vô cùng rõ ràng, bởi vì ẩn kiếm đi qua đầu đều tạo nên một vách không khí. Tóm lấy kiếm của Dương Diệp, Phượng Vũ khẽ dùng sức, thanh ẩn kiếm này bay ra khỏi tay Dương Diệp, cùng lúc đó, nàng ta không khỏi nhíu mày. Đó là do nàng ta mạnh mẽ vận chuyển huyền khí mà tác động tới vết thương ở ngũ tạng trong cơ thể. Trường kiếm bị đoạt, Dương Diệp không chỉ không đổi sắc, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh, cũng không do dự và nói nhiều, tay phải lại hóa thành quyền, đánh thẳng vào ngực của Phượng Vũ. Nhìn thấy quyền đầu của Dương Diệp đánh đến, Phượng Vũ cố nén đau đớn trong cơ thể, nắm thanh ẩn kiếm này thuận thế gạt vào quyền đầu của Dương Diệp. Nhưng mà khi ẩn kiếm sắp tiếp xúc tới quyền đầu của Dương Diệp, đột nhiên ẩn kiếm trong tay Phượng Vũ rung động kịch liệt, biến cố bất thình lình này khiến Phượng Vũ kinh hãi, bởi vì nàng ta phát hiện, thanh kiếm trong tay nàng ta không ngờ sắp rẫy khỏi tay. Keng! Khi Phượng Vũ chuẩn bị lại vận chuyển huyền khí để khống chế thanh kiếm này thì một tiếng kiếm vang vang lên, thanh ẩn kiếm thoát khỏi tay Phượng Vũ, sau đó thì chém vào cổ Phượng Vũ, cùng lúc đó, quyền đầu của Dương Diệp cũng đã tới trước ngực Phượng Vũ. Biến cố đột nhiên của ẩn kiếm khiến cho Phượng Vũ kinh hãi thất sắc. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể giống như bị bẻ gãy ngửa ra sau, tránh được công kích của ẩn kiếm, nhưng mà đúng lúc này, quyền đầu của Dương Diệp cũng đã tiếp xúc thân mật với bụng của nàng ta rồi. Rầm. Phượng Vũ như ăn một đòn nặng của chùy sắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể bay ngược mà ra. Tuy biết lực lượng của Dương Diệp rất khủng bố, nhưng khi tự thể nghiệm, nàng ta mới phát hiện, nàng ta vẫn xem thường lực lượng nhục thân của Dương Diệp, phải biết rằng một quyền này chỉ là một quyền đơn thuần chứ không phải là huyền kỹ gì cả. Dương Diệp không cho Phượng Vũ cơ hội hồi sức, một khắc Phượng Vũ bay ra, chân phải của hắn đột nhiên dậm mạnh xuống đất, mượn dùng lực đạo mặt đất truyền đến, thân thể bắn về phía Phượng Vũ, cùng lúc đó, thanh ẩn kiếm vô hình cũng dưới sự khống chế của hắn bắn nhanh tới Phượng Vũ vẫn còn chưa rơi xuống đất. Khi còn cách Phượng Vũ hai trượng, tay phải Dương Diệp vung lên, hai quái vật lớn xuất hiện hai bên trái phải Phượng Vũ. Hai quái vật lớn này tất nhiên chính là Tiểu Hắc và Tiểu Ngân.
Ban đầu không triệu hồi ra hai vị này là vì không muốn để Phượng Vũ kiêng kỵ rồi chạy trốn, dù sao một cường giả linh giả cảnh nếu chỉ muốn chạy trốn, vậy thì hắn hiện tại căn bản là không thể cản được, cho dù linh giả cảnh này đã bị trọng thương. Tiểu Hắc Tiểu Ngân hạ xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động, hai đại gia hỏa ngửa đầu hét lên một tiếng giận dữ, sau đó thì tung người nhảy lên, đồng loạt xông về phía Phượng Vũ. Lang Phượng Vũ nhìn thấy hai U Minh Lang, hai mắt nàng ta trợn lên, trong lòng dũng động như thủy triều, không ngờ là huyền thú vương cấp. Một thiếu niên tiên thiên cảnh không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết, còn có lực lượng nhục thân ngang với huyền thú vương cấp, lại còn có thể khống chế huyền thú vương cấp, thế đạo này rốt cuộc là sao vậy? Rất nhanh, nàng ta không có thời gian để suy nghĩ những điều này, bởi vì hai huyền thú vương cấp và công kích của Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng ta. Trốn à, nếu nàng ta ở vào lúc bình thường thì có thể. Nhưng hiện tại, đầu tiên là bị một đạo thuật phù đánh trúng, sau đó thì lại trúng một quyền của Dương Diệp. Hiện tại trong ngoài cơ thể của nàng ta đều bị thương nặng, nàng ta căn bản không trốn được. Hơn nữa nàng ta nếu trốn, Dương Diệp nhất định sẽ giống như giòi trong mấu u bàn chân đuổi theo. Nếu như vậy, tình cảnh của nàng ta chỉ tổ càng lúc càng thảm. Nếu trốn không được vậy thì chỉ có cố mà chống đỡ thôi. Nghĩ vậy, trong mắt Phượng Vũ hiện lên một tia kiên quyết, không do dự nữa, trong cơ thể huyền khí dũng động điên cuồng, hai tay kết ra một thủ ấn kỳ dị ở trước ngực. Trong nháy mắt, thân thể Phượng Vũ giống như một cơn lốc xoáy, tất cả năng lượng trong thiên địa điên cuồng ùa về phía Phượng Vũ, tay phải Phượng Vũ có một tầng cây mây như màu lửa quấn quanh, sắc mặt dữ tợn nhìn Dương Diệp, Phượng Vũ gằn lên. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Dứt lời, Phượng Vũ dùng cánh tay phải được hoa màu lửa đỏ quấn quanh đột nhiên đập mạnh xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cỗ sóng khí khủng bố đột nhiên từ vị trí Phượng Vũ đang đứng lan ra, hai U Minh Lang Vương cách Phượng Vũ gần nhất này cỗ sóng khí này đánh cho bay ngược lại. Vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt sóng khí lan ra, một cây mây màu đỏ từ dưới tự nhanh chóng sinh trưởng, sau đó thì bao vây lấy thân thể của Phượng Vũ. Sau đó, vô số hoa năng lượng màu đỏ bắn về phía Dương Diệp. Những đóa hoa năng lượng màu lửa đỏ này cực kỳ khủng bố, đi qua đâu là không khí giống như cũng bị nghiền nát, những tiếng khí nổ khiến người ta da đầu tê dại không ngừng vang lên. Huyền kỹ Phượng Vũ thi triển huyền kỹ, Dương Diệp liền thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, nếu không phải có hai U Minh Lang thay hắn chặn cỗ sóng khí đó, chỉ sợ hắn hiện tại đã trọng thương. Nhưng mà chuyện còn chưa xong, nơi sóng khí đi qua không ngờ lại có nhiều đóa hoa khủng bố quỷ dị như vậy bắn về phía hắn. Dương Diệp kinh hãi vô cùng. Tuy kinh hãi, nhưng lại vẫn hưng phấn và vui mừng, đó là vì sao? Đó là vì Phượng Vũ không để ý tới thương thế trong cơ thể mà mạnh mẽ thi triển huyền kỹ. Nói cách khác, Phượng Vũ đã đến mức sơn cùng thủy tận, cho nên mới liều lĩnh muốn một kích giết hắn. Nếu hắn đứng vững trước đợt công kích này, vậy thì hắn chính là người thắng cuối cùng. Có điều huyền kỹ cường giả linh giả cảnh thi triển đâu có dễ ngăn cản như vậy. Phòng ngự nhục thân của hai U Minh Lang Vương trong nháy mắt bị đánh bay, khủng bố thế nào thì chắc đã biết được. Nhưng mà hiện tại Dương Diệp cho dù là không muốn cản cũng không được, những đóa hoa vừa nhiều lại vừa nhanh, hắn căn bản không thể tránh né, cũng giống như Phượng Vũ, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Hít sâu một hơi. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị dùng nhục thân để chống lại những đóa hoa khủng bố này thì Tử Điêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, một lồng ánh sáng màu tím trùm lấy Dương Diệp, làm như vẫn cảm thấy không đủ, móng vuốt nhỏ lại vung lên, lại một tầng hào quang bao trùm lên ngoài lồng hào quang màu tím trước đó. Một đóa hoa màu lửa đỏ đánh lên lồng ánh sáng tím của Tử Điêu, một tiếng năng lượng nổ vang lên. Sau đó những đóa hoa và ánh sáng tím trong nháy mắt tiêu tán trong không trung, nhưng mà phía sau vẫn còn vô số đóa hoa nữa. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên thật nhanh, trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trên người Dương Diệp liền xuất hiện ít nhất hơn 20 lồng ánh sáng màu tím, hơn nữa những lồng ánh sáng này vẫn đang không ngừng gia tăng. Mỗi đóa hoa đều đánh tan một luồng ánh sáng tím, cũng may tốc độ của tiểu gia hỏa cũng rất nhanh. Từng lồng ánh sáng màu tím không ngừng xuất hiện trên người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mừng lắm, hắn không ngờ ánh sáng tím của tiểu gia hỏa cường hãn tới như vậy, ngay cả huyền kỹ mà cường giả linh giả cảnh thi triển cũng có thể ngăn cản được. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Dương Diệp đã biến mất, sau đó thì nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện trạng thái hiện tại của Tử Điêu rất không tốt.
Có lẽ là vì thi triển ánh sáng tím quá độ, bên trong hai mắt Tử Điêu không ngờ phủ đầy tơ máu, không chỉ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn màu tím cũng xuất hiện vẻ tái nhợt rõ ràng. Thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng ôm tiểu gia hỏa vẫn đang vung vẩy móng vuốt liên tục vào lòng, nói. Đừng làm nữa, vào bên trong đi. Ngữ khí như chém đinh chặt sắt. Tử Điêu nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn ánh sáng tím sắp nổ tung, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đừng lo, người quên nhục thân của ta còn mạnh hơn cả tiểu hắc và tiểu ngân à, những đóa hoa này không làm thương tổn tới ta được đâu. Mau vào đi, bằng không ta sẽ tức giận đó. Dương Diệp ôn nhu nói. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, lại dùng đầu cọ vào hai má Dương Diệp rồi mới hóa thành một luồng ánh sáng tím chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Tử Điêu vừa mới tiến vào trong không gian của Tiểu Tuyền qua thì một luồng ánh sáng tím cuối cùng trên người Dương Diệp vừa hay bị một đóa hoa làm nổ, sau đó thì một đóa hoa màu lửa đỏ to bằng đầu người tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không thể tránh né, đóa hoa này đã tiếp xúc thân mật với phần ngực của Dương Diệp. Bốp! Thân thể Dương Diệp bay ngược ra sau, trên không trung, sắc mặt đang tái nhợt của Dương Diệp biến thành vô cùng ngưng trọng, chỉ một kích này thôi là hắn biết rằng, với nhục thân của hắn hiện tại không thể chịu được thêm nhiều, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ chết. Bởi vì chỉ với một kích này hắn đã cảm thấy ngực như phủ đầy vết nứt, nếu thêm mấy đóa nữa thì ngực hắn chắc sẽ nổ tung mất. Dương Diệp không dám cố đỡ những đóa hoa khủng bố này, cổ tay khẽ động, hộp kiếm mà Bảo Nhi tặng xuất hiện trên tay hắn. Huyền khí ùa vào trong hộp kiếm, chớp mắt, 36 thanh huyền kiếm từ trong hộp kiếm bắn ra. 36 thanh huyền kiếm không công kích Phượng Vũ, mà là dưới sự khống chế của Dương Diệp, hợp thành một vòng tròn xoay tít trước mặt hắn. Vô số đóa hoa khủng bố đánh lên thân kiếm của 36 thanh huyền kiếm, từng tiếng nổ khủng bố vang lên. Vô số đóa hoa không ngừng tiêu tán, mà 36 thanh huyền kiếm của Dương Diệp thì đang từ từ vỡ vụn. Phượng Vũ được cây mây bao phủ lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một dòng máu đỏ ở khóe miệng lộ ra rất rõ. Huyền kỹ huyền giai thượng phẩm này nếu là bình thường thi triển, nàng ta tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng nàng ta thi triển dưới tình huống trọng thương, không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến nàng ta đã thương càng thêm thương. Có điều cũng may có thể giải quyết được tên tiểu tạp toái kia rồi. Hiện tại nàng ta đã minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn đừng xem thường đối thủ của mình. Cho dù đối phương thật sự chỉ là một con kiến. Nếu ngay từ đầu nàng ta đã động thủ, không nói những lời thừa thãi thì Dương Diệp căn bản không có một chút cơ hội nào, cho dù có thuật phù khủng bố đó thì cũng không có cơ hội, mà chính vì nàng ta lơ là cho nên mới tạo thành tình cảnh hiện tại của nàng ta. Có điều cũng may, hiện tại tất cả đều đã kết thúc. Tiểu tạp toái ở ngoài kia chắc đã bị phân thây rồi. Phượng Vũ là đang nghĩ như vậy. Cây mây chậm rãi tiêu tán. Để lộ ra Phượng Vũ sắc mặt đang tái nhợt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân tiếng xé gió vang lên. Nghe thấy tiếng xé gió, Phượng Vũ sợ quá, mắt vô kình kinh hãi, chỉ thấy bốn thanh trường kiếm đang mang theo bốn đạo kiếm quang, dùng tốc độ mà nàng ta lúc này căn bản không thể tránh được đã tới ngay trước mặt Phượng Vũ, sau đó thì cắm thẳng vào tứ chi của nàng ta, găm chặt nàng ta xuống đất. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, hai thanh trường kiếm lại đâm thẳng vào bụng nàng ta. Không. Phượng Vũ hét thảm một tiếng đầy thê lương. Giống như là nghe thấy lời nói của Phượng Vũ, hai thanh trường kiếm đó còn cách bụng của Phượng Vũ nửa tấc thì dừng lại. Nhìn thấy trường kiếm dừng lại, trong lòng Phượng Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó Dương Diệp ở xa xa, trong mắt không còn thần sắc khinh thị lúc trước nữa mà chỉ có khiếp sợ và kiêng kỵ. Dùng thực lực linh giả cảnh của nàng ta thi triển huyền kỹ huyền giai thượng phẩm. Không ngờ vẫn bị Dương Diệp trước mắt chỉ là tiên thiên cảnh này ngăn chặn. Hắn rốt cuộc là làm thế nào? Hắn rốt cuộc còn con bài chưa lật gì? Hắn thật sự là yêu nghiệt à? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Phượng Vũ. Ngươi sao vẫn còn sống? Phượng Vũ hỏi nghi vấn trong lòng. Dương Diệp không trả lời Phượng Vũ, móc ra một tấm trị liệu phù thượng phẩm vỗ vào người mình, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Phượng Vũ, nhìn Phượng Vũ nằm trên mặt đất. Khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói. Biết ta vì sao không giết ngươi không? Muốn ta cầu xin ngươi tha thứ à? Khóe miệng Phượng Vũ lộ ra một tia châm chọc, nói. Dương Diệp, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, muốn giết muốn chém thế nào cũng được, nhưng muốn ta cầu xin ngươi tha thứ thì đừng có mơ. Cường giả linh giả cảnh có tôn nghiêm của cường giả linh giả cảnh, nàng ta tuy cũng sợ chết,
nhưng tuyệt sẽ không cầu xin Dương Diệp tha thứ, trừ Tôn Nghiêm ra thì nàng ta biết rõ ràng, cầu xin tha thứ chỉ tổ tự rước lấy nhục mà thôi. Rất có cốt khí. Dương Diệp cười cười, sau đó nhấc chân lên đạp vào bụng Phượng Vũ. A! À, đau đớn kịch liệt ở phần bụng khiến cho toàn bộ ngũ quan của Phượng Vũ trở nên vặn vẹo. Lập tức, sắc mặt nàng ta trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét với Dương Diệp. Tiểu tạp toái, ngươi không ngờ phế đi đan điền của ta, a. À. Đan điền phế, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cho dù là Dương Diệp tha cho nàng ta thì nàng ta dù còn sống thì cũng chỉ có thể là một phế nhân. Dương Diệp không có hứng thú ngược đãi người khác, phế bỏ đan điền của Phượng Vũ chỉ là để yên tâm hơn mà thôi. Hiện tại sở dĩ không giết Phượng Vũ, là vì hắn còn có điều muốn hỏi Phượng Vũ, hắn tuy đã điều tra về Bách Hoa Cung, nhưng thực lực và nhân viên bên trong Bách Hoa Cung hắn lại căn bản không biết gì, cho nên hắn muốn từ trong miệng Phượng Vũ có được tin tức liên quan tới Bách Hoa Cung. Nói cho ta biết tất cả về Bách Hoa Cung, còn cả chuyện về mẫu thân của ta nữa, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái, bằng không ta không ngại tra tấn ngươi thêm đâu. Nhìn Phượng Vũ đang oán độc nhìn hắn, Dương Diệp lạnh lùng nói. Phượng Vũ oán độc nhìn Dương Diệp, đến Dương Diệp hai mắt nheo lại thì nàng ta đột nhiên mở miệng, nói. Cung chủ của Bách Hoa Cung có thực lực hoàng giả cảnh, dưới cung chủ, cường giả tôn giả cảnh có 26 vị. Cường giả linh giả cảnh và vương giả cảnh dưới linh giả cảnh thì nhiều không đếm xuể. Còn có một vị thái thượng trưởng lão đang bế quan, nếu bà ta vẫn chưa tạo hóa thì thực lực của nàng ta so với cung chủ còn mạnh hơn. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, thực lực của Bách Hoa Cung này nằm ngoài cả tưởng tượng của hắn. Không ngờ có cường giả hoàng giả cảnh, còn có thái thượng trưởng lão mạnh hơn cả cường giả hoàng giả cảnh, nói cách khác, cho dù hắn trở thành một cường giả hoàng giả cảnh thì cũng không thể đối phó được Bách Hoa Cung. Có lẽ cũng chỉ có thể trở thành cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết thì hắn mới có thể loại trừ Bách Hoa Cung khỏi thế gian này. Biết vì sao ta muốn nói cho ngươi hay những điều này không? Lúc này Phượng Vũ nằm trên mặt đất đột nhiên hỏi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn Phượng Vũ, hắn cũng rất hiếu kỳ là vì sao Phượng Vũ lại dễ hợp tác như vậy. Tuyệt vọng không? Phượng Vũ sắc mặt dữ tợn cười nói. Nghe thấy thực lực của Bách Hoa Cung, có tuyệt vọng không? Dương Diệp. Ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi, muốn báo thù, cho dù ngươi cố gắng cả đời, trở thành cường giả hoàng giả cảnh cũng vẫn không thể. Mẫu thân ngươi trung quy sẽ ở tuyệt tình nhai bị âm sát Hàn Phong tra tấn đến chết, mà ngươi là con trai của ả, trừ nhìn cả bị tra tấn đến chết ra thì căn bản không làm được gì cả. À, ngươi còn có thể làm một chuyện, đó chính là đi chịu chết, ha ha. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy sắc trời càng lúc càng tối, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phượng Vũ, nói. Nếu ngươi là muốn dùng những điều này để đả kích ta, sau đó thì nhìn thấy ta tuyệt vọng như ngươi hiện tại thì ta muốn nói rằng, ngươi tính sai rồi. Vốn ta muốn một kiếm kết liễu ngươi, có điều ta phát hiện còn có một kiểu chết thích hợp với ngươi hơn. Sao, muốn cưỡng gian ta trước rồi mới giết à? Phượng Vũ cười lạnh nói. Nghe vậy, Dương Diệp bật cười, quan sát Phượng Vũ, không thể không nói, mỹ phụ trước mắt này cũng có chút tư sắc. Chỉ là hắn cảm thấy hứng thú với người trước mắt này sao? Ngươi cho dù là cởi hết ra thì ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu. Nói xong câu đó, Dương Diệp không nhiều lời nữa, tay phải vẫy một cái, bốn thanh kiếm đang đóng đinh Phượng Vũ bay trở về trong hộp kiếm của hắn. Sau đó Dương Diệp xách Phượng Vũ đi về phía Đoạn Hồn Uyên. Đáy Đoạn Hồn Uyên, Phượng Vũ tuy thân thể không thể động, nhưng mắt thì vẫn động. Nàng ta lúc này vừa hay đang quan sát Đoạn Hồn Uyên mà cường giả tôn giả cảnh cũng không dám xuống này. Quan sát một lúc, Phượng Vũ nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên ngón tay Phượng Vũ bay đến tay hắn, quét những thứ ở trong, khi phát hiện bên trong chỉ có hơn 3.000 viên đá năng lượng thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Phượng Vũ này nghèo quá thể, công pháp huyền kỹ cũng có một số. Nhưng lại đều là những cái mà hắn không thể tu luyện, hiện tại hắn xem như đã minh bạch Bách Hoa Cung vì sao chỉ thu nữ đệ tử, bởi vì những công pháp huyền kỹ này đều chỉ có thể do nữ tính tu luyện. Có điều có còn hơn không, mấy thứ này nếu đem bán đi thì khẳng định vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Tiểu tạp toái, muốn giết cứ giết, người dẫn ta tới đây làm gì? Thấy Dương Diệp không trả lời, Phượng Vũ lại hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp dừng lại ở trên người Phượng Vũ, nói. Ngươi không phải rất hiếu kỳ về bí mật của ta sao? Ngươi xem, ta
ta hiện tại không phải giãn tới đoạn hồn uyên mà trước giờ không ai dám xuống rồi sao, tiết kiệm chút khí lực đi, nhìn cho kỹ đoạn hồn uyên này. Phải biết rằng, cơ hội này không nhiều đâu, không đúng, chắc đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Phượng Vũ nhìn Dương Diệp, trầm mặc một lúc, sau đó nói. Nói thật, ngươi là kẻ yêu nghiệt nhất mà ta đã từng gặp, nhưng cho dù là yêu nghiệt thì ngươi cũng không uy hiếp được Bách Hoa Cung đâu. Cho nên, mẫu thân ngươi nhất định sẽ bị tra tấn đến chết, ngươi chưa từng thấy âm sát Hàn Phong đúng không? Đừng nói là ở đó mấy năm, dù là mấy khắc ta cũng không chịu nổi. Gió đó ác liệt như mũi dao vậy, hơn nữa còn có âm sát chi lực, thổi lên thân người, tựa như đang bị thiên đao vạn quả, không, so với thiên đao vạn quả còn khủng bố hơn, âm sát chi lực đó chui vào cơ thể, quấy nhiễu kinh mạch và ngũ tạng trong cơ thể, tư vị đó rất thống khổ, thật sự là khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Ngươi là muốn chọc giận ta, khiến ta giải quyết ngươi luôn à? Dương Diệp nói. Dương Diệp, nể tình ta và mẫu thân ngươi là đồng môn, cho ta một cái chết thống khoái đi. Tuy không biết Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ở đây, nàng ta có một loại rất cảm giác không ổn, nàng ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ở trong sương mù nhìn chằm chằm nàng ta. Hiện tại biết là đồng môn với mẫu thân ta rồi à? Sắc mặt Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Lúc trước mẫu thân ta xin ngươi tha thứ cho ta và muội muội của ta, ngươi sao không coi mẫu thân ta là đồng mông? Khi ngươi dẫn người đến kiếm tông đòi ta và muội muội ta, ngươi sao không coi ngươi là đồng môn với mẫu thân ta? Khi ngươi phái người tới giết ta, ngươi sao không nghĩ là đồng môn với mẫu thân ta? Sao, hiện tại lại nghĩ tới là đồng môn với mẫu thân ta? Ngươi, nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói. Nghe nói tới Dạ Kiêu huyền thú bát giai chưa? Ta nghe nói huyền thú này thích nhất là ăn não người. Nếu ngươi chưa thấy thì đêm nay ngươi sẽ thấy. Nói xong, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, tử điêu xuất hiện trên vai hắn, sau đó hắn lui nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, trong màn sương tím, một đôi mắt màu xanh sáng lên. Chíp chíp, theo một tiếng rít bén nhọn vang lên, từng đôi mắt xanh đột nhiên nhìn xuống dưới. Phía dưới, Phượng Vũ hai mắt trợn lên, trong mắt là vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Tiểu tạp toái, ta rùa. Tiếng hét im bặt, bởi vì đã bị những đôi mắt màu xanh lục bao phủ. Không đến một giây, đàn Dạ Kiêu tản ra, mà Phượng Vũ lúc này đã không thấy đâu, chỉ còn lại một vũng máu. Dạ Kiêu sau khi giải quyết xong Phượng Vũ thì đồng loạt nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại không có một con nào dám tiến về phía trước nửa bước, hiển nhiên, chúng nhận ra tử điêu trên vai Dương Diệp. Cách Thanh Vân Bảng chỉ có một tháng thời gian, Dương Diệp không ở lại Thập Vạn Đại Sơn, sau khi giải quyết Phượng Vũ. Chữa khỏi vết thương trên người ở đáy đoạn hồn uyên, hắn liền chạy về Phù Văn Phong. Sau khi trở lại Phù Văn Phong, Dương Diệp lại không nhìn thấy sư phó Lâm Sơn và Bảo Nhi, muội muội của hắn cũng không ở Phù Văn Phong, lập tức hắn vội vàng dùng một tấm phù liên hệ với Lâm Sơn, sau khi trò chuyện Lâm Sơn thì biết rằng vì sao ba người đều không ở Phù Văn Phong. Thì ra Lâm Sơn tới Đế Đô, về phần nguyên nhân thì tất nhiên là vì Thanh Vân Bảng. Mỗi một lần Thanh Vân Bảng đều sẽ mời người của nghiệp đoàn Phù Văn Sư tới làm công chứng viên, vốn Lâm Sơn cũng không có chút hứng thú gì với Thanh Vân Bảng, nhưng lão biết Dương Diệp sắp tham gia Thanh Vân Bảng lần này, là sư phó của Dương Diệp, lão tất nhiên phải tới xem, cho nên lão chủ động thỉnh cầu được đại biểu cho nghiệp đoàn Phù Văn Sư tới tham gia Thanh Vân Bảng. Với địa vị của Lâm Sơn ở nghiệp đoàn Phù Văn Sư, thỉnh cầu này của lão tất nhiên không nghi ngờ gì nữa được đáp ứng. Về phần Bảo Nhi và Tiểu Giao, chuyện náo nhiệt như vậy Bảo Nhi làm sao chịu không đi theo. Dưới sự cưỡng bức và dụ dỗ của Bảo Nhi, Lâm Sơn nào dám không dẫn theo nàng ta. Dương Diệp không ở Phù Văn Phong cho nên Tiểu Giao tất nhiên cũng đi theo. Tiểu Giao đi theo Bảo Nhi và sư phó, Dương Diệp tất nhiên yên tâm. Theo Mạc Lão mấy tháng, Dương Diệp không ngừng tu luyện, đạo Phù Văn tất nhiên là không có tiến bộ gì, nếu để Lâm Sơn phát hiện, hắn kiểu gì cũng bị ăn mắng. Cho nên Dương Diệp sau khi trở lại Phù Văn Phong thì liền chui vào trong phòng, bắt đầu luyện tập thuật phù. Ngày hôm sau khi Dương Diệp vừa trở lại Phù Văn Phong thì Tô Thanh Thi tới Phù Văn Phong. Trong phòng, nhìn Tô Thanh Thi quần áo trắng muốt trước mắt, trong lòng có Dương Diệp có một cảm giác khác thường, mấy tháng không gặp, nữ tử trước mắt vẫn phong hoa tuyệt đại như xưa, đẹp tới mức không giống như là nữ tử nhân gian. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Trong lòng Dương Diệp đã không phủ nhận hắn thích nữ tử trước mắt này.
thích chính là thích, không thích chính là không thích, Dương Diệp sẽ không tự lừa dối bản thân, đương nhiên hắn cũng biết, muốn được ở bên nữ tử trước mắt này, vậy thì độ khó chỉ sợ là không thua gì tranh đoạt vị trí đệ nhất trên thanh vân bảng. Không nói tới thân phận, cho dù nữ tử trước mắt này có thích hắn hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Có điều hắn hiện tại không có thời gian để suy nghĩ tới những thứ này, việc hắn hiện tại muốn làm chỉ là đoạt được vị trí đệ nhất thanh vân bảng, sau đó thì lấy được thanh vân lệnh. Ngươi đã là tiên thiên cảnh rồi. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Tô Thanh thì hiện lên một tia ngạc nhiên, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, thiên phú của Dương Diệp không tồi, lại là ngũ hành huyền khí, mấy tháng thời gian đã trở thành tiên thiên cảnh nhị phẩm cũng không tính là gì. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta chắc là có chuyện gì à? Tô Thanh thì khẽ gật đầu, nói. Tháng sau chính là Thanh Vân Bảng, ta muốn dẫn ngươi vào xem những chiến đấu tàn khốc và yêu nghiệt của Thanh Vân Bảng, điều này sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều trong việc tham gia Thanh Vân Bảng lần sau. Ta muốn tham gia Thanh Vân Bảng lần này. Dương Diệp nhìn Tô Thanh thì, trong thanh âm lộ ra vẻ kiên định. Hắn sao có thể chờ đợt sau mới đi tham gia Thanh Vân Bảng được? Mẫu thân hắn vẫn còn đang phải ở Bách Hoa Cung chịu khổ. Tô Thanh thì nhíu mày, nói. Ngươi có thực lực đứng đấu cấp bậc, nhưng những thiên tài tới đi tham gia Thanh Vân Bảng cũng có năng lực này. Hơn nữa cảnh giới của ngươi quá thấp, thiên tài tham gia Thanh Vân cơ hồ đều là trên tiên thiên ngũ phẩm, thậm chí rất nhiều người là tiên thiên cảnh đỉnh phong, thực lực hiện tại của ngươi căn bản là không thể chống lại những yêu nghiệt này. Dương Diệp không nói gì, một cỗ kiếm ý ập về phía Tô Thanh thì. Mắt Tô Thanh thì trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút thất thanh nói. Kiếm ý của ngươi đã đạt tới đệ nhị trọng. Dương Diệp gật đầu. Tô Thanh thì trầm mặc một lúc, sau đó cố nén sự khiếp sợ trong lòng, nói. Ta càng không thể để ngươi tham gia Thanh Vân Bảng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thanh Vân Bảng rất tàn khốc. Tô Thanh thì nói. Mỗi một lần tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài đều sẽ chết rất nhiều. Thanh Vân Bảng là một loại phương thức để 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần dùng để tranh đoạt nhân tài, nhưng đồng thời cũng dùng để làm tiêu hao nhân tài của các thế lực lớn. Người nếu trên Thanh Vân Bảng thi triển ra kiếm ý, người của các thế lực lớn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của ngươi, chính là cơ hội tốt để bọn họ tru sát ngươi. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút rồi lại nói. Với thiên phú của ngươi, Thanh Vân Bảng kỳ sau. Ngươi khẳng định có thể đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, đến lúc đó cộng với kiếm ý và ngũ hành huyền khí, muốn tranh một vị trí cao trên thanh vân bảng là một chuyện hết sức dễ dàng. Hiện tại đi thì rất mạo hiểm, rất nhiều thế lực không muốn nhìn thấy kiếm tông có hy vọng quật khởi. Ta kiên trì tham gia lần này. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi, nghiêm túc nói. Là vì ước định kia với ta à? Tô Thanh Thi nhìn thẳng vào Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói. Không hoàn toàn là như vậy, tóm lại ta phải tham gia Thanh Vân Bảng, nếu không thể đại biểu cho kiếm tông tới tham gia, vậy thì ta sẽ tìm thế lực khác, rất xin lỗi, ta có lý do phải tham gia. Tuy hắn và nữ tử trước mắt này từng có một ước định, nhưng ở trong lòng hắn, mẫu thân hắn mới là quan trọng nhất, nếu cần thiết, hắn có thể từ bỏ ước định đó. Với thực lực hiện tại của ngươi mà đi tham gia Thanh Vân Bảng thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tô Thanh thì rất nghiêm túc nói. Kiếm ý nhị trọng cũng không thể tranh đoạt được một vị trí à? Dương Diệp hỏi. Tuy cảnh giới của ngươi thấp, nhưng có kiếm ý thì muốn tranh đoạt một vị trí là có thể. Tô Thanh thì nói. Chỉ là ngươi nếu thi triển ra kiếm ý, khẳng định sẽ rước lấy sự nhằm vào của thế lực các phương. Cái khác không nói, người của Quỷ Tông khẳng định sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn để giết ngươi. Trừ Quỷ Tông ra, còn có thế lực có quan hệ không tốt với kiếm tông khác cũng khẳng định sẽ như vậy. Mà với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản là không thể ứng đối được sự nhằm vào của những đệ tử yêu nghiệt này, hiểu chưa? Ta biết những gì ngươi nói là đúng, nhưng ta vẫn phải tham gia. Dương Diệp nói. Còn nữa, kỳ thực ta cũng không yếu như ngươi tưởng đâu. Để các ta xem thực lực của ngươi, bằng không ta sẽ không cho ngươi đi tham gia Thanh Vân Bảng, cho dù ngươi không còn là người của kiếm tông. Tô Thanh thì nói. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng rất ấm áp. Ban đầu hắn cho rằng nữ tử trước mắt này không cho hắn đi tham gia Thanh Vân Bảng chắc là sợ hắn hy sinh, kỳ tiếp theo sẽ không có ai đại biểu cho kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng nữa. Hiện tại nghe thấy những lời này, hắn biết, đối phương không hoàn toàn là vì nguyên nhân này, bằng không sẽ không nói những lời này.
Dương Diệp vươn tay phải ra, trên quyền, ánh sáng vàng thoáng hiện. Cẩn thận nhé! Dứt lời, quyền đầu của Dương Diệp mang theo tiếng xé gió bén nhọn đánh thẳng về phía Tô Thanh Thi. Tay phải Tô Thanh Thi hóa thành trưởng, đỡ quyền đầu của Dương Diệp. Dầm! Tô Thanh Thi lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nói. Lực lượng mạnh quá! Tuy nàng ta chỉ dùng không đến ba thành thực lực, nhưng ba thành thực lực này muốn giết một tiên thiên cảnh thì là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà nàng ta không ngờ, nàng ta bị một quyền đơn giản của Dương Diệp đánh cho phải lui ra sau. Lực lượng nhục thân và phòng ngự nhục thân của ta không kém gì huyền thú vương cấp. Dương Diệp nói, đây là một trong những con bài chưa lật của ta. Mấy tháng này ngươi gặp kỳ ngộ gì à? Tô Thanh Thi hỏi, thực lực của Dương Diệp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải gặp được kỳ ngộ thì thực lực của hắn không thể tăng trưởng nhanh như vậy được. Dương Diệp cũng không giấu giếm, nói. Ngươi còn nhớ lão nhân ở đáy đoạn hồn uyên lúc trước chứ? Mấy tháng nay ta là theo lão tu luyện. Sắc mặt Tô Thanh Thi trở nên ngưng trọng, lão nhân đó nàng ta đương nhiên nhớ rõ, thực lực của lão nhân đó có thể nói là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không kém gì phụ thân của nàng ta, cũng chính là tông chủ của kiếm tông cũng không phải là đối thủ. Nàng ta không ngờ lão nhân đó lại nguyện ý dạy dỗ Dương Diệp. Hắn nhận ngươi làm đồ đệ. Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lão chỉ điểm khô ta, không nhận ta làm đồ đệ. Với thực lực hiện tại của ta đã đủ tư cách tham gia Thanh Vân Bảng chưa? Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, do dự một thoáng rồi nói. Ta biết ngươi có thù oán với kiếm tông, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể gia nhập kiếm tông, ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý. Gia nhập kiếm tông, đối với ngươi, đối với kiếm tông đều có lợi. Dương Diệp lắc đầu, cự tuyệt. Thanh Nhi, từ lúc kiếm tông đáp ứng giao ta và muội muội ta cho Bách Hoa Cung, ta đã hết hy vọng với kiếm tông rồi. Sở dĩ đại biểu cho kiếm tông đi tham gia Thanh Vân Bảng, cũng chỉ là bởi vì ngươi. Nếu kiếm tông không có ngươi, nói thật, ta ước kiếm tông tương lai sẽ lưu lạc thành thế lực nhị lưu. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, sau đó không nói chuyện này nữa, bảo. Nửa tháng sau ta tới tìm ngươi. Nói xong, Tô Thanh Thi xoay người ra khỏi phòng. Thái Thanh Phong, Thái Thanh Điện. Lúc này trong Thái Thanh Điện so với thường ngày thì náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì sáu ngọn núi cao nhất của kiếm tông trừ Phù Văn Phong ra thì các phong chủ đều tới nơi này. Tháng sau chính là Thanh Vân Bảng, đối với kiếm tông mà nói, đây là một ngày trọng đại, bởi vì nó liên quan tới sự phồn hoa suy bại của kiếm tông trong mấy năm tương lai. Nếu kiếm tông không có ai có thể lọt vào Thanh Vân Bảng, tranh đoạt một vị trí, mấy năm tương lai kiếm tông có thể sẽ tuyển nhận thêm một số đệ tử ngoại môn, không đến mức như mấy năm nay, đệ tử ngoại môn ít tới xấu hổ. Mà rốt cuộc là phái ai đi tham gia Thanh Vân dã trở thành vấn đề mà hiện tại sáu phong chủ và mấy trưởng lão phải thảo luận. Vì sao phải thảo luận? Bởi vì người tham gia Thanh Vân Bảng của mỗi thế lực không thể quá 10 người. Trong các đệ tử nội môn, dưới vương giả cảnh và dưới 20 tuổi tổng cộng có 120 người, mà trong đó người có tư cách tham gia Thanh Vân Bảng có 16 người, mà trong 16 người này, có hy vọng tiến vào Thanh Vân Bảng chỉ có 3 người. Phân biệt là Mộ Dung Yêu, Tần Phong và đệ tử nội môn có uy tín Âu Dương Ngôn. Thực lực của 3 người này cho dù là một số trưởng lão ngoại môn cũng không bằng. Cho nên 3 người này tham gia Thanh Vân Bảng là điều không phải nghi ngờ. Một trưởng lão nội chậm rãi nói. Chấp kiếm trưởng lão Ngọc Lâm đứng bên trên và mọi người trong sâu chau mày, yêu nghiệt trên Thanh Vân Bảng cơ bản đều có thể chiến đấu vượt cấp, mà trong nhiều đệ tử của kiếm tông như vậy, lại chỉ có 3 người có thể chiến đấu vượt cấp, loại đội hình này tới đế đô thì tình huống rất không ổn. Năm đó nếu không phải quỷ tông phái cường giả diệt sát thiên tài của kiếm tông ta, khiến cho Thanh Vân Bảng lần đó kiếm tông không ai vào bảng, kiếm tông sao lại biến thành tình cảnh như hiện giờ? Ta thật sự là hận không thể lập tức rút kiếm giết tới quỷ tông, chém chết hết những thằng ôn người không ra người quỷ không ra quỷ đó. Xích Hỏa ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Nghe thấy quỷ tông, người có mặt cơ bản sắc mặt đều trầm xuống. Năm đó kiếm tông tuy kém Nguyên Môn và Hai Cung, nhưng so với quỷ tông và Hạo Nguyệt tông thì không kém gì. Sở dĩ hiện tại nằm ở vị trí lót nồi trong 6 thế lực lớn chính là vì quỷ tông năm đó đột nhiên phái cường giả diệt sát thiên tài của kiếm tông phái đi tham gia Thanh Vân lần đó. Chính bởi vì thiên tài của kiếm tông bị quỷ tông diệt sát, Thanh Vân bảng lần đó, kiếm tông không có một ai vào bảng, không vào bảng thì kiếm tông tất nhiên không được phân bất kỳ một châu nào trong cửu châu, đừng nói là châu, cho dù là thành phố lớn cũng không có,
Cũng chính bởi vì như vậy, kiếm tông những năm gần đây đệ tử mới có thể càng ngày càng ít đi. Có thể nói, kiếm tông biến thành lót nồi của 6 thế lực lớn là có không ít công lao của quỷ tông. Việc năm đó gác sang một bên đã. Ngọc Lâm cầm đầu trầm giọng nói. Bất kể là như thế nào, Thanh Vân bảng lần này chúng ta nhất định phải là có người vào bảng, bằng không chỉ dựa vào mấy thành thị chung quanh kiếm tông chúng ta sau sang năm khẳng định sẽ lưu lạc thành thế lực nhị lưu. Đến lúc đó, chúng ta thật sự sẽ trở thành tội nhân của kiếm tông, chết rồi sẽ không có mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông của kiếm tông nữa. Ngọc Hành ở bên cạnh Ngọc Lâm cười khổ nói. Sư huynh, địa phương Thanh Vân bảng đó ngươi cũng biết đấy, ai nấy đều là lại yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tuy chúng ta từ rất sớm đã liền bắt đầu bồi dưỡng cho ba người Mộ Dung Yêu, Tần Phong, Âu Dương Ngôn, nhưng với thực lực của ba người này, muốn lọt vào Thanh Vân bảng, đặc biệt là dưới sự nhằm vào của Quỷ Tông là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Còn nữa, theo tình báo ta có được, một thiếu niên tên là Tu La của Quỷ Tông với thực lực tiên thiên cảnh bát phẩm đã nắm giữ được sát ý. Sát ý? Nghe vậy, mọi người có mặt đều đồng loạt biến sắc. Sát ý là cái gì? Cũng như kiếm ý, là một loại ý cảnh, có thể gia tăng thực lực của bản thân người lĩnh ngộ trên diện rộng. Tựa như kiếm ý của Dương Diệp vậy, khi hắn thi triển ra kiếm ý, đối thủ sẽ bị kiếm ý áp chế và trói buộc, mà thực lực của bản thân hắn sẽ tăng trưởng trên diện rộng, dưới loại tình huống đó, đối thủ có thể nói là phải chịu thiệt rất lớn. Nói một cách đơn giản thì người lĩnh ngộ ý cảnh cơ bản là vô địch trong cùng cấp. Sắc mặt Ngọc Lâm cũng biến đổi, trầm giọng nói. Ngọc Hành, việc này là thật chứ? Ngọc Hành gật đầu, nói. Ta cũng là gần đây mới được biết, người này hẳn là đòn sát thủ của Quỷ Tông lần này, đệ tử kiếm tông ta trừ Mộ Dung Yêu ra thì những người khác chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của tên Tu La này. Mà một khi người này cố ý nhằm vào nha đầu Mộ Dung Yêu đó, vậy thì Mộ Dung Yêu chỉ sợ cũng rất khó vào bảng. Mà hắn có nhằm vào Mộ Dung Yêu hay không thì chắc hẳn các vị đều biết rõ. Trong những người ở đây đương nhiên minh bạch, với ân oán giữa Quỷ Tông và Kiếm Tông, đối phương có thể nhằm vào Kiếm Tông sao? Giết kẻ này đi. Đúng lúc này, không biết là ai lên tiếng. Trong mắt Ngọc Lâm hiện lên vẻ sắc bén, mà lúc này Ngọc Hành lắc đầu. Hành động này không ổn, vì Quỷ Tông nhất định sớm có phòng bị rồi. Hơn nữa tên Tu La này vẫn không phải là vấn đề chính yếu, vấn đề chính yếu là thái độ của Nguyên Môn và Bách Hoa Cung, trước kia hai môn phái này đều bảo trì trung lập, nhưng mà ta hiện tại cảm thấy hai thế lực lớn này tựa hồ đã nghiêng về phía Quỷ Tông, nếu hai thế lực này thật sự đứng ở bên Quỷ Tông, vậy người chúng ta lần này phái đi tham gia Thanh Vân bảng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nguyên Môn và Bách Hoa Cung sao lại vậy? Xích Hồng ở bên cạnh phản bác. Kiếm Tông ta và bọn họ không oán không cừu. Cũng không có va chạm lợi ích, bọn họ sao lại nghiêng về phía Quỷ Tông, xuất thủ với đệ tử của Kiếm Tông ta trên Thanh Vân bảng. Ngươi không quên chuyện Dương Diệp chứ? Ngọc Hành trầm giọng nói. Lúc trước Bách Hoa Cung đến Kiếm Tông ta đòi người, chắc hẳn là Bách Hoa Cung có bất mãn với Kiếm Tông ta. Tuy là vì Lâm Sơn Đại Sư, nhưng ai dám cam đoan họ sẽ không giận chó đánh mèo lên Kiếm Tông chúng ta. Về phần Nguyên Môn, các ngươi chắc còn nhớ chuyện của Túy Sư Bá chứ? Chắc hẳn không ít trưởng lão của Nguyên Môn chưa quên những chuyện mà Túy Sư Bá năm đó đã làm đâu. Dương Diệp là ai? Một phong chủ đột nhiên hỏi. Một thiếu niên lĩnh ngộ kiếm ý. Ngọc Hành nói. Đồng thời hắn cũng là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư, vốn cũng là đệ tử của Kiếm Tông ta, chỉ là. Lĩnh ngộ kiếm ý. Mọi người sắc mặt đều biến đổi, phong chủ lên tiếng hỏi lúc trước khiếp sợ nói. Kiếm Tông ta khi nào có người lĩnh ngộ kiếm ý vậy? Ngọc Hành, Ngọc Lâm, hai vị vì sao phải lại giấu việc này? Những người còn lại nhìn về phía Ngọc Lâm, Ngọc Hành cũng đều lộ ra vẻ bất mãn. Ngọc Hành cười chua chát, nói. Vốn là đệ tử của Kiếm Tông ta, nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi. Tên phong chủ kia ngẩn ra, sau đó hỏi. Vì sao? Lúc này Ngọc Lâm lắc đầu thở dài nói. Đây là sai lầm của lão phu. Tiếp theo, Ngọc Lâm kể lại chuyện lúc trước. Một lúc sau, tên phong chủ kia lắc đầu, có chút tức giận nói. Ngọc Lâm sư huynh, việc này ngươi hồ đồ quá. Một người lĩnh ngộ kiếm ý đối với Kiếm Tông ta thì đại biểu cho cái gì, ngươi không thể không biết. Hơn nữa thiếu niên này còn là đệ tử của Lâm Đại Sư, là một phù văn sư, nếu ngươi lúc trước không đưa ra quyết định đó, Kiếm Tông ta hiện tại không chỉ có một thiên tài lĩnh ngộ được kiếm ý mà còn có thêm một minh hữu là phù văn đại sư.
Một phong chủ khác cũng nói. Ngọc Hành sư huynh, ta biết quyết định của ngươi lúc trước là lo lắng cho đại cục, nhưng việc này. Ngươi chắc biết chuyện của Túy sư bá năm đó chứ, ai? Túy sư bá trong miệng phong chủ này người ở đây có ai là không biết. Tuy Túy đạo nhân là người thủ hộ hiện tại của kiếm tông, nhưng người này chưa bao giờ lo chuyện của kiếm tông, trừ phi là kiếm tông gặp phải kiếp nạn diệt tông, bằng không lão sẽ không trở lại kiếm tông. Mọi người đều biết, tuy Túy đạo nhân vẫn nguyện ý thủ hộ kiếm tông, nhưng lão vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện kiếm tông lúc trước bởi vì nguyên môn mà trục xuất lão khỏi kiếm tông. Nếu lão đã nguôi thì sẽ không gần trăm năm rồi không trở về kiếm tông. Chuyện của Túy đạo nhân lúc trước, không chỉ khiến kiếm tông tổn thất một thiên tài mà còn khiến thanh danh của kiếm tông ở Nam vực bị hao tổn rất lớn. Thử hỏi mà xem, ai lại đi sợ một tông vì sợ môn đắc tội với thế lực khác mà hy sinh đệ tử của tông môn mình. Mà hiện tại, kiếm tông lại xuất hiện loại chuyện này. Điều này khiến cho mấy vị phong chủ và mấy vị trưởng lão có mặt làm sao có thể không tức giận cho được. Nếu lúc trước biết hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý thì cho dù là đắc tội với Bách Hoa cung ta cũng sẽ không đưa ra quyết định đó. Ngọc Lâm lắc đầu với vẻ chua chát, nói. Bất kể là thế nào, việc này là lỗi của ta, chờ tông chủ xuất quan, ta sẽ từ chức chấp kiếm trưởng lão. Kẻ này đã có thành kiến với kiếm tông ta, chắc hẳn bảo hắn gia nhập kiếm tông là không thể, nhưng vẫn phải thử một lần. Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, bất kể là thế nào, kiếm tông ta không thể bỏ qua. Phong chủ kia trầm giọng nói. Nghe vậy, những người còn lại ở đây đều gật đầu. Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý đối với kiếm tông mà nói thì thật sự là quá quan trọng. Nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể đảm bảo cho kiếm tông trong tương lai mấy trăm năm được bình an. Kẻ này có quan hệ rất tốt với thiên trưởng lão ngoại môn, chúng ta có thể bảo thiên trưởng lão thử xem. Lúc này, Ngọc Hành đột nhiên nói. Cũng chỉ đành vậy thôi. Ngọc Lâm thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào đại điện, Tô Thanh Thi nhìn Ngọc Lâm, nói. Thanh Vân bảng lần này ta muốn đề cử một người tham gia. Ngọc Lâm có chút bất ngờ, nói. Thanh Thi, chẳng lẽ kiếm tông ta còn thiên tài thanh niên nào nữa? Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Hắn là Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, Ngọc Hành phục hồi lại tinh thần, nói. Thanh Thi, Dương Diệp hắn nguyện ý gia nhập lại kiếm tông à? Tô Thanh Thi lại lắc đầu, nói. Không, hắn chỉ nguyện ý đại biểu cho kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng lần này mà thôi. Nghe thấy lời nói của Tô Thanh Thi, Ngọc Hành và Ngọc Lâm cảm thấy thất vọng, Ngọc Lâm cười khổ nói. Thanh Thi, nếu ta nhớ không lầm, Dương Diệp mới là phàm nhân cảnh. Cho dù hắn hiện tại đã trở thành tiên thiên cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, đi tham gia Thanh Vân bảng căn bản không có một chút hy vọng nào. Người chắc biết điều này chứ? Thực lực của hắn ta đã tự mình thử nghiệm, đủ để đánh một trận với cường giả vương giả cảnh rồi. Tô Thanh Thi nói. Hơn nữa kiếm ý của hắn đã đạt tới đệ nhị trọng. Mọi người đều cả kinh. Ngọc Lâm nghiêm túc nói. Thanh Thi, hắn thật sự đã là kiếm ý đệ nhị trọng rồi à? Tô Thanh Thi gật đầu. Thấy Tô Thanh Thi gật đầu, mọi người đầu tiên là hưng phấn, sau đó thì giống như nghĩ tới gì đó. Vẻ hưng phấn trên mặt biến thành chua chát. Trong đây, Ngọc Lâm là cảm thấy đau khổ nhất. Một thiên tài kiếm đạo như vậy mà bởi vì một quyết định của hắn, không chỉ không trở thành đệ tử của kiếm tông, mà còn có ác cảm với kiếm tông, hơn nữa vì thế mà đắc tội với Bách Hoa Cung, điều này thật đúng là tiền mất tật mang. Không khí trở nên trầm mặc, mọi người lúc này không còn tâm tư thảo luận chuyện nhân tuyển tham gia Thanh Vân bảng nữa. Mọi người đều suy nghĩ làm sao mới có thể khiến Dương Diệp quay về kiếm tông. Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, điều này đã chứng tỏ thiên phú của hắn, hiện tại đối phương trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới kiếm ý đệ nhị trọng, điều này chứng tỏ thiên phú kiếm đạo của đối phương hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu kiếm tông dùng lực lượng của một tông môn để bồi dưỡng, thành tựu tương lai của người này nhất định không kém gì Túy đạo nhân, người thủ hộ kiếm tông. Trầm mặc một lúc, Ngọc Lâm mở miệng lên tiếng. Lúc trước chuyện là do ta quyết định, hiện tại xem ra. Ta thật sự không thích hợp làm chấp kiếm trưởng lão này nữa rồi. Từ giờ trở đi, chức chấp kiếm trưởng lão do Ngọc Hành đảm nhiệm, chờ tông chủ xuất quan rồi, ta sẽ tự mình tới thỉnh tội với hắn. Nếu nói Dương Diệp chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ được kiếm ý, Ngọc Lâm tuy hối hận với quyết định lúc trước, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà tự phạt, mọi người tuy trong lòng có chút oán hận, nhưng cũng sẽ không trách tội hắn,
bởi vì hắn lúc trước làm vậy cũng là vì kiếm tông. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không tự phạt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Ngọc Hành cũng vậy. Trầm mặc là tương đương với thừa nhận, đúng vậy, mọi người đều thừa nhận quyết định này của Ngọc Lâm. Bất kể Ngọc Lâm lúc trước đưa ra quyết định đó là xuất phát từ mục đích gì, nhưng trục xuất thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý ra khỏi kiếm tông là sự thật, tội này phải có người gánh vác, mà Ngọc Lâm tất nhiên là người gánh vác này. Tô Thanh thì thấp giọng thở dài, nàng ta còn chưa nói hết toàn bộ thực lực của Dương Diệp, nếu nói ra chỉ sợ Ngọc Lâm sẽ càng hối hận thêm. Kỳ thật đừng nói người của kiếm tông ở đây hối hận, việc này cho dù là phát sinh ở Nguyên Môn và Nhị Cung thì đối phương khẳng định cũng sẽ hối hận không thôi. Thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, người như thế là trụ cột của tông môn trong tương lai. Trục xuất khỏi tông môn tương đương với tự bẻ gãy một cột trụ của tông môn. Thanh Thi, lúc trước ngươi đã cứu Dương Diệp và muội muội của hắn, theo ngươi thấy, liệu có cơ hội khiến hắn gia nhập kiếm tông ta nữa hay không? Ngọc Hành hỏi. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Tính tình của Dương Diệp cực kỳ cao ngạo, kiếm tông ta lúc trước đối đãi với hắn như vậy. Muốn hắn gia nhập kiếm tông căn bản là chuyện không thể. Có điều ta vẫn sẽ cố gắng thử xem, người này cực kỳ nặng tình, kiếm tông ta nếu dùng bài tình cảm với hắn thì vẫn có cơ hội. Dùng bài tình cảm, Ngọc Hành nói. Thanh Thi ngươi nói nghe thử xem nào. Tô Thanh Thi nhìn mọi người rồi nói. Chắc hẳn mọi người đã biết ân oán giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung, mẫu thân của Dương Diệp đến nay vẫn phải ở Bách Hoa Cung chịu khổ, nếu kiếm tông ta giúp hắn cứu mẫu thân ra. Chắc chắc hắn sẽ có hảo cảm nhất định với kiếm tông, với tính tình trọng tình nghĩa của hắn, bảo hắn gia nhập lại kiếm tông chắc là có thể. Lúc này, Ngọc Lâm ở bên cạnh nhíu mày nói. Thanh Thi, người chắc biết cung quy của Bách Hoa Cung, đừng nói mẫu thân của Dương Diệp chỉ là một đệ tử bình thường, cho dù là cung chủ vi phạm cung quy thì kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Cung quy đó có thể nói là căn bản lập cung của Bách Hoa Cung, nếu kiếm tông chúng ta xuất thủ tương trợ Dương Diệp cứu mẫu thân hắn. Vậy thì thật sự là đắc tội to với Bách Hoa Cung rồi. Muốn có thì phải trả giá, giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung, các ngươi tự lựa chọn đi. Tô Thanh Thi hờ hững nói. Rất nhiều người ở đâu đều bắt đầu do dự, vì Dương Diệp mà đắc tội với Bách Hoa Cung, đây không phải là việc nhỏ, đặc biệt là với tình huống hiện tại của Kiếm Tông, nếu làm không khéo thì sẽ mang đến nguy cơ diệt tông cho Kiếm Tông. Không có biện pháp khác à? Ngọc Hành hỏi. Vì Dương Diệp mà đắc tội với Bách Hoa Cung, đây thật sự không phải là việc nhỏ, bọn họ cũng không dám tự tiện quyết định. Tô Thanh Thi nhìn mọi người một cái, nói. Chư vị sư huynh, mọi người ngẫm lại tình cảnh hiện tại của Kiếm Tông đi. Kiếm Tông ta hiện tại đã không còn sức nối nghiệp nữa rồi, cho dù Thanh Vân bảng lần này Kiếm Tông ta có người vào bảng, nhưng vậy thì sao? Đừng nói là Nguyên Môn và Nhị Cung, cho dù là thực lực của các tông khác chúng ta cũng không so được. Quan trọng nhất là thanh danh hiện tại của Kiếm Tông ở Nam Vực, Kiếm Tông hiện giờ tuy vẫn là một trong sáu thế lực lớn, nhưng là nằm ở vị trí lót nồi. Trừ mấy thành thị chung quanh Kiếm Tông ra, Kiếm Tông chúng ta ở toàn bộ Nam Vực còn có bao nhiêu sức ảnh hưởng? Kiếm Tông ta ở trong mắt các đệ tử của tông môn khác là tồn tại thế nào? Trước kia là Nguyên Môn và Học viện Hoàng gia của Đế quốc Đại Tần khinh thường đệ tử của Kiếm Tông ta, mà hiện tại không chỉ là Nguyên Môn và Đế quốc Đại Tần. Cho dù là Nhị Cung và Nhị Tông cũng khinh thường Kiếm Tông ta. Còn nữa, trước kia những thế gia dựa vào Kiếm Tông thường xuyên đưa thiên tài trong tộc bọn họ tới Kiếm Tông, mà hiện tại, bọn họ còn làm vậy không? Nếu các ngươi điều tra cẩn thận thì sẽ phát hiện, những thế gia này thà đưa thiên tài trong tộc đến Nguyên Môn và Nhị Cung làm một đệ tử ngoại môn chứ cũng không muốn đưa tới Kiếm Tông làm đệ tử nội môn. Nhất kiếm phá vạn pháp, đây là những từ trước kia Nam Vực dùng để khen ngợi Kiếm Tông. Mà hiện tại thì sự khen ngợi này đã biến thành châm chọc rồi. Một hơi nói xong, Tô Thanh thì hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bi ai và bất đắc dĩ. Kiếm Tông từng rất huy hoàng, kiếm của đệ tử Kiếm Tông nổi tiếng thiên hạ, cho dù là Nguyên Môn nhìn thấy cũng phải né tránh, mà hiện tại. Không khí trong phòng lại trở nên trầm mặc, trên mặt mọi người đều cảm thấy nóng rực, mấy vấn đề này bọn họ không phải không biết, nhưng từ trước tới giờ mọi người đều lựa chọn trốn tránh. Không chủ động thừa nhận sự thực này. Mà hiện tại bị Tô Thanh Thi nói toạc ra, mọi người chưa cảm thấy mặt nóng ra thì còn bất lực. Kiếm Tông chúng ta hiện tại cần thanh danh, cần một người khai hỏa thanh danh cho Kiếm Tông, để người Nam Vực biết rằng Kiếm Tông ta chưa từng suy vong. Kiếm Tông ta vẫn có thể nhất kiếm phá vạn pháp,
mà các ngươi cho rằng trong đệ tử thế hệ trẻ tuổi hiện giờ của kiếm tông có ai có thể làm được à? Mộ Dung Yêu rất mạnh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, nhưng nàng ta có thể khiến đệ tử thiên tài của các tông môn khác kinh sợ hay không? Mà Dương Diệp cho dù hiện tại không thể, nhưng hắn lại là một người có tiềm lực nhất, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý, đệ tử kiếm tông lĩnh ngộ được kiếm ý có nghĩa là gì thì mọi người chắc rõ nhất. Tô Thanh Thi tiếp tục nói. Một lúc sau, Ngọc Lâm nói. Thanh Thi, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng việc này chúng ta không thể quyết định. Dù sao nếu thật sự trở mặt với Bách Hoa Cung, vậy Bách Hoa Cung và Quỷ Tông nếu liên thủ, kiếm tông ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi chắc cũng biết, kiếm tông ta hiện ta thật sự không thể chịu nổi sóng gió. Ngọc Hành ở bên cạnh cũng nói. Không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp thật sự có thực lực như vậy, nếu hắn vẫn là đệ tử của kiếm tông, cho dù là phải đắc tội với Bách Hoa Cung thì ta cũng tán thành. Nhưng hiện tại hắn đã không phải là đệ tử của kiếm tông. Còn nữa, nếu kiếm tông ta xuất thủ cứu mẫu thân của Dương Diệp, rất có khả năng sẽ dẫn tới khai chiến giữa kiếm tông và Bách Hoa Cung. Nếu khai chiến với Bách Hoa Cung, đến lúc đó Quỷ Tông nhất định sẽ nhúng tay vào, khi đó kiếm tông ta hai mặt thụ địch, loại tình cảnh này ta thật sự không muốn nhìn thấy. Những người khác cũng chậm rãi gật đầu, tuy mọi người đều hy vọng Dương Diệp có thể gia nhập kiếm tông, nhưng khiến cả kiếm tông vì hắn mà đắc tội với Bách Hoa Cung, thậm chí khai chiến với Bách Hoa Cung, vậy không nghi ngờ gì nữa là không đáng, hai tông khai chiến, hậu quả đó kiếm tông không thể gánh vác. Tô Thanh Thi nhìn mọi người một cái, không nói gì, xoay người ra khỏi đại điện. Nàng ta không trách bất kỳ ai cả, nàng ta biết, những người này đều là suy nghĩ cho kiếm tông, chỉ là không muốn lấy cả kiếm tông ra đặt cược. Chỉ là kiếm tông nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự còn có hy vọng sao? Năm ngày sau, Thanh Phong Cốc. Trong một mảng rừng rậm, hộp kiếm Bảo Nhi tặng cho Dương Diệp bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, một khắc nào đó, 36 thanh huyền kiếm đột nhiên từ trong hộp kiếm bay lên. 36 thanh huyền kiếm mang theo 36 đạo kiếm quang sộc thẳng lên, trên thiên không, dưới sự khống chế của Dương Diệp, 36 thanh huyền kiếm không không tạo thành địa sát kiếm trận như trước kia, ngược lại nối liền với nhau, hợp thành một đường thẳng tắp, sau đó thì giống như một con dao long bay lượn trên không trung. Lại một lúc sau, 36 thanh huyền kiếm đột nhiên hội tụ, hợp thành một thanh cự kiếm trên không trung mang theo một đạo kiếm quang cắm thẳng xuống rừng rậm phía dưới. Nơi cự kiếm hạ xuống, vô số cây cối ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm này giống như một tảng đá nổ mạnh, vô số thanh trường kiếm bắn nhanh ra bốn phía. Kiếm quang chói mắt, từng tiếng nổ vang lên, lấy cự kiếm lúc trước làm trung tâm, cây cối ở khu vực đó tất cả đều theo tiếng mà đổ xuống, tạo thành một đống hỗn độn. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. 36 thanh trường kiếm lại phóng lên cao, sau đó ở trên không trung tạo thành một vòng tròn đang xoay, bởi vì xoay rất nhanh nên đã không còn nhìn thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang xoay tròn trong không trung, chói mắt đến cực điểm. Một khắc nào đó, 36 thanh trường kiếm đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng, sau đó thì giống như tia chớp bắn thẳng xuống rừng rậm ngổn ngang bên dưới. Một cỗ sóng khí khủng bố đột nhiên từ rừng rậm tỏa ra, sóng khí đi qua đâu, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị nhổ tận gốc, trên mặt đất những vết kiếm lộ ra rõ ràng. Dương Diệp ý niệm khẽ động, 36 thanh trường kiếm lại bắn về phía hắn, khi còn cách trước mặt hắn một trượng thì bỗng dưng ngừng lại, sau đó thì chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn. Nhìn 36 thanh huyền kiếm trước mắt, Dương Diệp hiện lên nét cười. Lúc trước hắn cùng với đại chiến với Phượng Vũ, tổn thất không ít kiếm, có điều cũng may, những huyền kiếm tổn thất đều không đạt tới linh cấp. Tuy là vậy, nhưng hắn vốn vẫn không thể kiếm được 36 thanh kiếm đều là huyền giai. Có điều ngày hôm qua, hắn tới bảo khố của Lâm Sơn, vốn là định tìm tài liệu chế phù thì đột nhiên phát hiện ở đó có rất nhiều bảo bối. Có điều không có thứ gì đặc biệt, bởi vì thứ đặc biệt đều bị Bảo Nhi cướp đoạt rồi. Sau khi được Lâm Sơn đồng ý, hắn đổi tất cả đều kiếm trong hộp kiếm đổi thành huyền giai kiếm. Kiếm trong hộp kiếm sau khi đổi thành huyền giai kiếm thì uy lực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dương Diệp cảm thấy, nếu hắn vận dụng kiếm ý ra chỉ những huyền kiếm, này, chắc cho dù là cường giả vương giả cảnh cũng không thể ngăn cản được. Ngoài ra, Dương Diệp còn phát hiện, hộp kiếm vốn chỉ có một loại phương thức công kích dưới sự khống chế của ngự kiếm thuật không ngờ có thể biến hóa ra vô số phương thức công kích khác.
Nếu nói hộp kiếm này vốn chỉ có thể dựa theo phương thức địa sát trận pháp trên hộp kiếm để công kích là cứng nhắc là có cực hạn thì hiện tại hộp kiếm này ở trong tay hắn có thể nói là đã sống động hơn. Bởi vì có ngự kiếm thuật, hộp kiếm này đã thoát ly khỏi phạm vi địa sát trận, hơn nữa cũng không chỉ giới hạn ở 36 thanh kiếm. Đột nhiên, Dương Diệp xoay người, sau lưng hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc váy bó màu đỏ, dung nhanh khuynh thành, dáng người đầy đặn, nóng bỏng tới cực điểm. Nữ tử không phải ai khác, chính là gặp mặt một lần lúc trước đã gặp Dương Diệp một lần. Mộ Dung Yêu nhìn 36 thanh huyền kiếm đang xoay quanh người Dương Diệp, trong mắt vô cùng khiếp sợ, còn mang theo một tia hưng phấn. Nhìn nữ tử trước mắt, thần sắc của Dương Diệp trở nên ngưng trọng. Nữ tử trước mắt này tới phía sau hắn mà hắn không ngờ mới phát hiện, điều này không khỏi hơi khủng bố. Theo lý mà nói, nếu có người tới gần, tiểu gia hỏa sẽ ngay lập tức thông báo cho hắn, vì sao tiểu gia hỏa lần này không thông báo? Chẳng lẽ là nữ tử trước mắt này ngay cả tiểu gia hỏa cũng không phát hiện được? Dương Diệp xem xét trong cơ thể, chuẩn bị hỏi tiểu gia hỏa, khi nhìn thấy tiểu gia hỏa, Dương Diệp dở khóc dở cười, hắn hiện tại đã biết tiểu gia hỏa vì sao không thông báo. Bởi vì tiểu gia hỏa đang ngủ vùi trong hồ huyền khí. Tuy là vậy, Dương Diệp vẫn có chút kiêng kỵ nữ tử đang đứng trước mặt hắn, không nói cái khác, chỉ bằng vào bản sự đi đến phía sau hắn hắn mới phát hiện của đối phương đã đủ để khiến hắn coi trọng rồi. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Mộ Dung Yêu lên tiếng trước. Ngươi đến đây từ lúc nào thế? Dương Diệp hỏi ngược lại. Khi ngươi thi triển kiếm kỹ này. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Đối phương đã quan sát toàn bộ quá trình hắn thi triển ngự kiếm thuật. Nghĩ vậy, trong lòng Dương Diệp có chút khó chịu, đồng thời cũng quyết định sau này khi luyện công nhất định phải gọi tiểu gia hỏa dậy. Ta ở kiếm tông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy loại huyền kỹ mà ngươi vừa thi triển, không ngờ có thể đồng thời ngự nhiều kiếm như vậy, hơn nữa có thể tạo thành các loại phương thức công kích, đồng thời uy lực cũng cường đại như vậy. Có thể nói cho ta biết đây là huyền kỹ gì không? Mộ Dung Yêu hỏi rất chân thành. Dương Diệp do dự một chút rồi nói. Ngự kiếm thuật. Đối phương đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, nếu giấu giếm thì tựa hồ là không cần thiết. Mộ Dung Yêu mắt sáng lên, nói. Là huyền kỹ của kiếm tông ta à? Nếu là vậy thì vì sao ta chưa bao giờ nghe qua? Dương Diệp lắc đầu, nói. Đây là huyền kỹ cá nhân của ta, không phải là huyền kỹ của kiếm tông. Sao có thể như vậy được? Mộ Dung Yêu có chút kinh ngạc, theo nàng ta, kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân như vậy sao có thể không phải là của kiếm tông? Phải biết rằng, nếu luận về kiếm thì nguyên môn cũng không bằng được kiếm tông. Ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Dương Diệp hờ hững nói. Mộ Dung Yêu trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ta rất có hứng thú với kiếm kỹ này của ngươi. Dương Diệp, ồ, một tiếng, sau đó nói. Ta cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ. Nhưng điều này không có nghĩa là những thứ đó đều là của ta. Ta có thể dùng kiếm kỹ khác để đổi với ngươi. Mộ Dung Yêu ra điều kiện. Ví dụ như bí pháp che giấu khí tức của ta, ta nhìn ra được ngươi vừa rồi rất khiếp sợ trước bí pháp này. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta đúng là rất khiếp sợ, nhưng không có hứng thú trao đổi. Chưa từng có ai cự tuyệt ta cả. Ánh mắt của Mộ Dung Yêu dần dần trở nên lạnh như băng. Dương Diệp nhìn Mộ Dung Yêu một cái, nói. Ngươi nếu động thủ, ta cam đoan, kiếm tông lần này mất đi một người tham gia thanh vân bảng, nếu không tin thì ngươi có thể thử xem. Mộ Dung Yêu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cười rất quyến rũ, nói. Đệ tử nội môn đều nói ngươi rất cuồng, rất kiêu ngạo, ta hôm nay xem như được kiến thức rồi. Chỉ là, ngươi thật sự nắm chắc giết được ta à? Tuy kiếm kỹ vừa rồi của ngươi rất khủng bố. Khủng bố đến mức có thể khiến cường giả vương giả cảnh bình thường vẫn lạc, nhưng nếu ngươi dựa vào thế mà nói những lời này thì ta nói thật với ngươi nhé, còn lâu mới đủ. Dương Diệp ý niệm khẽ động, 36 thanh huyền kiếm đang xoay quanh hắn bay trở về trong hộp kiếm, thu hộp kiếm vào trong tuyển qua đan điền, sau đó nói. Nơi này bình thường căn bản là không có ai đến cả, chắc ngươi là tới tìm ta rồi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hắn không có hứng thú tranh luận những chuyện vô nghĩ với đối phương. Ngươi lần này muốn tham gia thanh vân bảng à? Mộ Dung Yêu hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vốn ta vẫn không hiểu kiếm tông vì sao đồng ý cho một tiên thiên cảnh nhị phẩm tham gia thanh vân bảng, hiện tại ta hiểu rồi. Với kiếm kỹ vừa rồi của ngươi,
những đệ tử nội môn tham gia Thanh Vân bảng đều không bằng ngươi. Mộ Dung Yêu nói, ngươi đến tìm ta là để xem ta có tư cách tham gia Thanh Vân bảng hay không à? Dương Diệp nhìn Mộ Dung Yêu, nói. Mộ Dung Yêu cười cười, nói. Vốn là không, nhưng hiện tại thì đúng. Ở đoạn hồn sơn mạch có một con huyền thú vương cấp, mấy đệ tử chúng ta tham gia Thanh Vân bảng lần này chuẩn bị đi liệp sát huyền thú vương cấp này. Một là có thể đổi lấy giá trị cống hiến của tông môn, thứ hai là có thể học hỏi kinh nghiệm, người có hứng thú đi cùng không? Đánh một trận với huyền thú vương cấp, cơ hội là rất khó. Các ngươi muốn giết đại địa hùng vương đó. Dương Diệp cả kinh. Mộ Dung Yêu gật đầu, nói. Sao vậy? Việc này cao tầng kiếm tông có biết không? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Mộ Dung Yêu lắc đầu, nói. Là mấy đệ tử tham gia Thanh Vân bảng chúng ta lén quyết định, không thông chi cho các trưởng lão. Sắc mặt Dương Diệp xuống. Việc này là ai đề nghị? Âu Dương Ngôn. Mộ Dung Yêu nói. Sao thế, có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì cả, ta còn có việc khác, không tham gia đâu. Nói xong Dương Diệp xoay người đi tới cửa cốc, chỉ là mày hắn vẫn nhíu chặt. Mộ Dung Yêu cũng nhíu mày, một lúc sau thì lắc đầu ly khai Thanh Phong cốc. Dương Diệp về tới Phủ Văn Phong, sau đó dùng truyền âm phù liên hệ với Tô Thanh Thi, chỉ một lát sau, Tô Thanh Thi tới Phủ Văn Phong. Trong phòng, Dương Diệp trầm giọng nói. Thanh Thi, ta cảm thấy việc này rất không tầm thường, cho nên phải thông chi cho ngươi biết. Chỉ là mấy đệ tử nội môn tự đi lịch lãm, ngươi vì sao nói không tầm thường? Tô Thanh Thi nói. Ngươi không biết thân phận của đại địa hùng vương đó à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thân phận? Tô Thanh Thi khó hiểu. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Đại địa hùng vương đó căn bản không phải là huyền thú lịch lãm gì cả, nó đã bước nửa bước vào linh cấp rồi. Mấy người Mộ Dung Yêu đi tìm nó để lịch lãm, căn bản chính là chịu chết. Tô Thanh Thi cả kinh, nói. Đã bước nửa bước vào linh cấp, ngươi sao biết được? Ta không phải hoài nghi lời nói của ngươi, chỉ là tò mò mà thôi. Ta đã từng chiến đấu với nó. Dương Diệp nói. Hơn nữa còn chính mắt nhìn thấy nó phá vỡ lồng kết giới của Nguyên Môn. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Thanh Thi trở nên ngưng trọng. Lồng kết giới của Nguyên Môn nàng ta đương nhiên biết, chỉ có cường giả linh giả cảnh mới có thể phá vỡ, mà đại địa hùng vương đang có thể làm vậy thì đủ để chứng minh thực lực của nó rồi. Còn thân phận của đại địa hùng vương đó nữa, đó không phải là một con gấu bình thường, nó là một đại đầu binh được đế quốc huyền thú phái tới đoạn hồn sơn mạch để ngăn cản nhân loại tiến vào thập vạn đại sơn. Cho dù mấy người Mộ Dung Yêu có con bài chưa lật gì đi đó, không bị nó giết, ngược lại giết chết được nó. Vậy thì mấy người bọn Mộ Dung Yêu cũng sẽ bị đế quốc huyền thú đuổi giết tới chết. Nói cách khác thì mấy người bọn Mộ Dung Yêu chỉ cần tới đó thì cơ bản là thập tử vô sinh. Dương Diệp tiếp tục nói. Tô Thanh Thi trầm mặc một lúc, nói. Ngươi nói chuyện này không tầm thường, chính là vì nguyên nhân này sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta cảm thấy đây là một âm mưu nhằm vào thiên tài của kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng. Ngươi nghĩ mà xem. Nếu Mộ Dung Yêu và mấy người đó thật sự đi giết đại địa hùng vương này, kết quả sẽ thế nào? Không đợi Tô Thanh Thi trả lời, hắn lại nói. Cho dù may mắn không chết, nhưng mấy người nhất định cũng tàn phế. Lực lượng của đại địa hùng vương rất khủng bố, nhục thân của ta lúc trước có thể so với huyền thú cửu giai bị nó vỗ một chưởng là trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Người bọn Mộ Dung Yêu có thể chống lại một chưởng của nó sao? Trên mặt Tô Thanh Thi như bị phủ xương. Nếu đúng như Dương Diệp nói, mấy chủ lực của kiếm tông lần này cơ bản là toi rồi. Mà mấy chủ lực toi thì Thanh Vân bảng lần này của kiếm tông cũng toi theo. Trầm mặc một lúc, Tô Thanh Thi nói. Ngươi cảm thấy đây là âm mưu quỷ tông bày ra. Ta không chắc. Dương Diệp nói. Nhưng ta cảm thấy Âu Dương Ngôn kia có vấn đề. Không có chứng cứ gì cả, chỉ ồ à cảm giác thôi. Nếu hắn thật sự có vấn đề. Vậy lần này chờ bọn Mộ Dung Yêu sẽ không chỉ là đại địa hùng vương đó mà khẳng định còn có cường giả khác của quỷ tông. Đến lúc đó, cho dù họ có bao nhiêu con bài chưa lật thì cũng không thể trở về được. Âu Dương Ngôn, 16 tuổi gia nhập kiếm tông, 19 tuổi trở thành đệ tử nội môn, thiên phú của hắn ở kiếm tông không phải là tốt nhất, nhưng rất khắc khổ, hơn nữa nhân duyên ở kiếm tông rất tốt, bình thường cũng không mắc sai lầm gì, ấn tượng và đánh giá của các trưởng lão đối với hắn cũng rất tốt. Nếu hắn có vấn đề thì rất nhiều người của kiếm tông cũng có vấn đề.
Tô Thanh thì nói. Dương Diệp bỗng nhiên bật cười, hắn cũng biết việc này là nhọc sức mà không được lòng, hắn sở dĩ nhiều chuyện, kỳ thật hoàn toàn là nể mặt nữ tử trước mắt này. Nhưng rõ ràng, nàng ta không tin hắn, có điều cũng không sao cả, Thiên Tài Kiếm Tông có chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới hắn, dù sao hắn cũng đã nhắc nhở rồi. Như nhận thấy được cảm xúc của Dương Diệp, Tô Thanh thì nói. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là việc này không thể qua loa được, dù sao nếu chúng ta đổ oan cho một đệ tử, vậy thì không chỉ khiến hắn lạnh lòng mà các đệ tử khác cũng sẽ lạnh lòng. Có điều lòng phòng người không thể không có, ta sẽ âm thầm đi theo bọn họ, đồng thời sẽ âm thầm điều tra Âu Dương Ngôn. Ta hiểu. Dương Diệp nói. Có điều ta không tán thành Thanh Thi ngươi đi một mình. Nếu đây thật sự là âm mưu của Quỷ Tông, vậy đối phương nhất định cũng phái cường giả mai phục ở Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa khẳng định không chỉ có một người, người một mình đi vào, thành ra không những không cứu được người mà còn hại cả thân. Tô Thanh thì khẽ gật đầu, nàng ta bỗng nhiên nói. Mấy tháng trước, lúc trụ vương mở, người có tới không? Dương Diệp ngẩn ra, không biết Tô Thanh thì vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Trong mộ. Ba gã đệ tử của Kiếm Tông ta và mấy tên đệ tử của Nguyên Môn, cả Quỷ Tông và Bách Hoa Cung đều chết, ngươi biết không? Tô Thanh Thi lại hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Biết. Tô Thanh Thi trầm mặc một lúc, sau đó nói. Lúc trước ta đã tới đó điều tra một số người, biết ngươi phát sinh va chạm với Đồng Vô Thương, ba người bọn họ là ngươi ra tay giết à? Ta muốn giết hắn, nhưng hắn không phải ta giết. Dương Diệp bình tĩnh nói. Tiếp theo, hắn kể lại tình huống trong mật thất. Một lúc sau, Tô Thanh thì nói. Nực cười là mấy tông môn đều đang truy tra hung thủ, không ngờ hung thủ chính là mấy đệ tử của tông môn mình. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút rồi lại nói. Người sau này nếu muốn giết Bách Hoa Cung đệ tử, ngàn vạn đừng để lại chứng cớ, bằng không không chỉ sẽ hại ngươi mà còn hại cả mẫu thân ngươi nữa. Dù sao mẫu thân ngươi bây giờ vẫn còn ở trong tay họ. Nếu họ lấy mẫu thân ngươi ra uy hiếp ngươi, không liệu có tới Bách Hoa Cung chịu chết không? Dương Diệp dùng mình, việc này hắn đúng là chưa nghĩ tới. Đúng vậy, mẫu thân mình hiện tại vẫn ở trong tay đối phương, nếu việc mình giết đệ tử Bách Hoa Cung bị Bách Hoa Cung biết được, Bách Hoa Cung chỉ sợ sẽ càng tra tấn mẫu thân mình nặng thêm, khi đó mình thật sự sẽ thành tội nhân. Sau này bản thân không nắm chắc 100% làm được một cách người không biết quỷ không hay thì vạn lần không thể tùy tiện động thủ. Dương Diệp thầm quyết định trong lòng. Còn nữa, chấp kiếm trưởng lão Ngọc Lâm đã không còn là chấp kiếm trưởng lão nữa rồi. Tô Thanh thì bỗng nhiên nói. Hắn rất hối hận vì quyết định lúc trước đối với huynh muội các ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Thanh thì, ta biết ngươi muốn ta gia nhập lại Kiếm Tông, nhưng nói thật ta không có chút hảo cảm nào với Kiếm Tông cả. Còn nữa, kỳ thật các ngươi cũng không cần thiết phải coi trọng ta như vậy. Kiếm Tông không có Dương Diệp ta thì không phải sẽ đi tong. Ngươi rất quan trọng với Kiếm Tông. Tô Thanh thì nói. Chúng ta không nói đề tài này nữa, được chứ? Đối với việc Tô Thanh thì muốn hắn gia nhập Kiếm Tông, Dương Diệp có chút đau đầu, hắn đã không thể gia nhập Kiếm Tông, cho dù là Tô Thanh thì nói mấy cũng vô dụng. Dù sao ai dám đảm bảo hắn sẽ không bị tông môn này vứt bỏ lần thứ hai. Cho dù Kiếm Tông đảm bảo thì hắn cũng không tin. Tô Thanh thì thở dài trong lòng, nói. Ngươi đối với Kiếm Tông thật sự không có một chút lưu luyến nào à? Có. Dương Diệp nhìn thẳng vào Tô Thanh thì, nói. Nếu không phải ngươi ở Kiếm Tông thì chuyện lần này ta cũng sẽ không thông chi cho bất kỳ ai của Kiếm Tông đâu. Nếu không phải ngươi ở Kiếm Tông thì ta cũng không đại biểu cho Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng. Thích chính là thích, Dương Diệp sẽ không lừa dối nội tâm của mình. Tô Thanh thì nheo mắt, nhìn Dương Diệp một lúc. Sau đó ánh mắt rời về phía khác, nói. Cảm ơn vì tất cả ngươi đã làm cho ta, chỉ là rất xin lỗi, ta giờ không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Dương Diệp nói. Ta hiện tại cũng vậy, nếu chúng ta đều không muốn nghĩ vậy thì cứ để nó thuận theo tự nhiên là được. Vẫn là câu đó, nhân sinh vô thường, mà kẻ địch của ta lại cường đại như vậy, không chừng Dương Diệp ta sẽ không thể tồn tại lâu trên thế gian. Dương Diệp không phải là một người bi quan. Nhưng hắn biết rõ kẻ địch mà hắn phải đối mặt, kẻ địch này hiện tại vẫn chưa có hành động gì nhằm vào hắn, nhưng chung quy rồi sẽ có ngày đó, mà đến ngày đó, Dương Diệp hắn có thể sống sót dưới tay kẻ địch này, đồng thời giết lại đối phương hay không thì hắn không biết. Đó dù sao cũng là chuyện trong tương lai.
Ngươi thật sự muốn đối địch với Bách Hoa Cung à? Tô Thanh Thi hỏi. Không phải ta muốn đối địch với bọn họ mà là họ muốn đối địch với ta. Dương Diệp nói. Ta không thể không cứu mẫu thân, thù của mẫu thân ta cũng không thể không báo. Cho nên, giữa ta và Bách Hoa Cung nhất định sẽ phát sinh xung đột. Tuy hiện tại ta ở trong mắt Bách Hoa Cung chỉ là một con kiến, nhưng ta tin, một ngày nào đó con kiến tay đây sẽ lay động được con quái vật lớn đó. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, nói thật, nàng ta không hy vọng Dương Diệp đi đối kháng với Bách Hoa Cung, bởi vì đó thật sự là kiến nhỏ lay cây, nhưng nàng ta biết, muốn Dương Diệp buông bỏ việc của mẫu thân là thì căn bản là không thể. Chỉ là, cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ được kiếm ý, đồng thời còn có thể khống chế huyền thú, nhưng nếu muốn bằng vào những cái này mà đối kháng với Bách Hoa Cung thì đó vẫn là chuyện rất không thực tế. Tô Thanh Thi đi rồi. Tô Thanh Thi mới vừa đi, một tia sáng trắng thoáng hiện, Ân Huyên Nhi Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ nhân vừa rồi chính là người trong lòng của ngươi. Ân Huyên Nhi Nhi liếc mắt nhìn phương hướng Tô Thanh Thi rời đi, khóe miệng còn nở nụ cười quyến rũ, nói. Thì ra ngươi yêu thích loại hình lạnh giá như thế. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi Nhi một chút, nói. Có việc. Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Hay là nói, ngươi thật sự chán ghét ta như vậy? Ân Huyên Nhi Nhi hơi tức giận, trong ánh mắt nàng càng xuất hiện một chút hơi nước, dường như bị Dương Diệp chọc giận. Dương Diệp không hề bị lay động, nói. Toàn thân trên dưới người của ta, ngươi có thể coi trọng chỉ có vòng xoáy nhỏ kia mà thôi, ngươi hiện tại đã ở nơi này, vì lẽ đó, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch với ta, bởi vì ta đã không đáng giá để ngươi làm vậy. Nhân gia coi trọng người của ngươi, ngươi tin không? Khóe mắt của Ân Huyên Nhi Nhi hiện ra một tia xấu hổ, trên gương mặt quyến rũ động lòng người không nói thành lời. Dương Diệp hơi cau mày, nói. Không cần thi triển mỹ thuật với ta, ngươi hẳn phải biết, thứ đó vô dụng với ta. Thực sự là đầu gỗ không hiểu phong tình. Ân Huyên Nhi Nhi lườm Dương Diệp một chút, thu lại nụ cười trên mặt, sau đó nghiêm túc nói. Dường như tiểu tử của ngươi sắp thăng cấp. Tiểu gia hỏa sắp thăng cấp. Dương Diệp ngẩn ra, chợt tâm thần chìm vào trong cơ thể, kiểm tra tình hình tiểu gia hỏa một hồi. Lúc này tại huyền khí chỉ trong vòng xoáy nhỏ, tiểu gia hỏa đang lười biếng nằm ở phía trên, hai mắt khép hờ, quanh thân tỏa ra một đám ánh sáng màu tím, mà huyền khí chỉ dưới thân tiểu gia hỏa đang sôi lên như nước sôi, không ngừng có bọt khí nổ lốp bốp. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn Ân Huyên Nhi Nhi, nói. Tiểu gia hỏa sắp lên cấp huyền thú vương giai. Trong giọng nói còn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng tiểu gia hỏa này chỉ là huyền thú cấp 9, tuy rằng năng lực của nó không có một cái nào là công kích, thế nhưng năng lực này lại có thể dùng khủng bố để hình dung. Không chỉ có thể ẩn nấp khí tức, còn có triển khai tử quang ngay cả cường giả linh giả cảnh triển khai huyền kỹ mới có thể chống đối. Năng lực như vậy, thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà nếu như tiểu gia hỏa lên cấp huyền thú vương giai, năng lực của nó có phải cũng sẽ biến hóa theo. Thật sự làm cho người ta chờ mong. Ngươi biết tại sao tiểu gia hỏa không nói cho ngươi biết lai lịch của nó không? Ân Huyên Nhi Nhi đột nhiên hỏi. Tại sao? Dương Diệp hỏi, cái vấn đề này, hắn cũng rất nghi hoặc, từ khi vừa mới bắt đầu, tiểu gia hỏa đã ẩn giấu lai lịch của nó với hắn. Dương Diệp biết tiểu gia hỏa khẳng định có lý do của tiểu gia hỏa, thế nhưng hắn cũng phi thường hiếu kỳ chuyện gì có thể làm cho những huyền thú vương giai đều kiêng kỵ sợ hãi như thế, rốt cuộc tiểu gia hỏa có lai lịch ra sao? Ân Huyên Nhi Nhi nở nụ cười thật đẹp, nói. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Dương Diệp mặt đen lại, mạnh mẽ lườm Ân Huyên Nhi Nhi một chút, sau đó nói. Ta thấy ngươi cũng không biết, đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi rất sợ uy thế huyết thống của tiểu gia hỏa đấy. Ngươi không cần kích ta. Ân Huyên Nhi Nhi nói. Cho dù ta sợ uy thế huyết mạch của nó, nói thẳng thắn cho ngươi biết, ta thật sự sợ uy thế huyết thống của nó, thế nhưng hiện tại không sợ, nó hiện tại chung quy chỉ là một con huyền thú cấp 9. Còn nữa, có thể phi thường thẳng thắn nói cho ngươi rõ ràng, toàn bộ nam vực có tồn tại nào không ý kỵ huyết thống của nó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó lựa chọn theo ngươi, là phúc phận của ngươi, Ân, ở trong vòng xoáy nhỏ của ngươi cũng là phúc phận của nó. Ân cô nương. Dương Diệp nghiêm túc, nói. Tiểu gia hỏa này có lai lịch ra sao? Còn nữa, tại sao nó không nói cho ta biết lai lịch của nó? Ta biết tiểu gia hỏa sẽ không hại ta, nhưng ta hiện tại rất hiếu kỳ.
Ân Huyên Nhi Nhi trầm mặc một lát, cuối cùng hít một tiếng, nói. Kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt biết rõ lai lịch của nó, ta cũng chỉ nghe qua bộ tộc của nó mà thôi, nhưng ta không nghĩ tới chúng thật sự tồn tại. Ngươi đã từng nghe qua tứ đại thần thú chứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cấp bậc của nó không yếu hơn thần thú, thậm chí, cho dù là long tộc trong truyền thuyết cũng không dễ dàng trêu chọc bộ tộc của tiểu gia hỏa, bởi vì không gian điêu thành niên đúng là quá khủng bố rồi. Ngay cả long tộc trong truyền thuyết cũng không dám trêu chọc. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi liên tục, Dương Diệp vẫn nghe nói qua long tộc, long khủng bố đến mức nào. Có người nói cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể đánh tan thân thể, trình độ khủng bố có thể tưởng tượng được, còn chưa nói tới các năng lực khác của long. Mà bộ tộc tiểu gia hỏa thậm chí mạnh đến mức ngay cả long tộc cũng không dám chọc, chẳng phải đang nói tiểu gia hỏa sau khi trưởng thành có thể khủng bố như cự long hay sao? Nghĩ tới đây, Dương Diệp hơi kích động, có thể không kích động hay sao? Tiểu gia hỏa sau này sẽ trưởng thành, đây chẳng phải nói Dương Diệp hắn có giúp đỡ châu bò tương đương hoàng giả cảnh hay sao? Cho nên đây là nguyên nhân nó không nói lai lịch cho người biết, ta nghĩ nó hẳn là có nó lý do của chính mình, nói chung. Ngươi chỉ cần biết rằng nó không có ác ý với ngươi là được. Ân Huyên Nhi Nhi tiếp tục nói. Dương Diệp gật gật đầu, cười nói. Ngươi nói rất đúng, ngược lại tiểu gia hỏa không có ác ý với ta là đủ rồi. Còn lai lịch của nó, ta tin tưởng, chờ nó cảm thấy thời cơ thích hợp, nó nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết. Ngươi đúng là nhìn rất thoáng. Ân Huyên Nhi Nhi cười cợt, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi và Bách Hoa Cung có cửu oán. Làm sao? Hai chúng ta có thể hợp tác với nhau? Ân Huyên Nhi Nhi cười nói. Ngược lại ta cũng có cửu oán với Bách Hoa Cung, phải biết, trong mấy thế lực năm đó diệt thương triều của ta cũng có Bách Hoa Cung. Chúng ta có chung kẻ địch, đã có cùng kẻ địch, vì sao không hợp tác cùng nhau đối kháng? Dương Diệp hơi động tâm, thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp liền lắc đầu. Hắn vẫn chưa quên, trước mắt nữ nhân này không chỉ có một kẻ thù là Bách Hoa Cung. Mà là sáu thế lực lớn của Đại Tần Đế Quốc, nếu như hắn liên thủ cùng nàng, như vậy hắn cũng bị cuốn vào ân oán của sáu thế lực lớn kia. Dương Diệp hắn chỉ có cửu oán với một mình Bách Hoa Cung, diệt cũng chỉ là Bách Hoa Cung, hắn không có hứng thú và thực lực đối kháng với sáu thế lực lớn của Đại Tần Đế Quốc. Thấy Dương Diệp lắc đầu, Ân Huyên Nhi Nhi cau mày lại, nói. Ta biết lấy thiên phú và tiềm lực của ngươi, ngày sau muốn đối kháng Bách Hoa Cung cũng dễ dàng. Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này. Ngươi liên thủ với ta, có thể dùng thời gian ngắn lay chuyển Bách Hoa Cung, ta có thể nói thẳng thắn cho ngươi, lá bài tẩy của ta không chỉ là 12 hoàng kim vệ sĩ. Ngươi còn có lá bài tẩy gì? Dương Diệp hơi ngạc nhiên nói. Ta sẽ không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thương triều quốc sư của ta, cũng chính là Thân Công Mạo cũng chưa chết. Vào mấy trăm năm trước, Thân Công Mạo quốc sư cũng đã là cường giả hoàng giả cảnh. Ân Huyên Nhi Nhi nói. Nghe vậy, Dương Diệp hít khí lạnh, nói. Ta biết tại sao ngươi dám báo thù, hóa ra là có lá bài tẩy siêu cấp, đúng vậy, có một cường giả hoàng giả cảnh làm chỗ dựa, muốn báo thù cũng hơi có khả năng rồi. Trước đây, hắn cho rằng Ân Huyên Nhi Nhi báo thù là đang tìm cái chết, hiện tại hắn cảm thấy, đối phương cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Một cường giả, hoàng giả cảnh cộng thêm 12 hoàng kim vệ sĩ. Dường như đã có thể lay động Bách Hoa Cung. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này còn có lá bài tẩy khác, cũng đúng, dù sao thương triều cũng là cái vương triều, không thể không có mấy người chung với vương triều. Mà một khi nữ nhân này tìm ra những người chung với thương triều. Dương Diệp không dám nghĩ, thử nghĩ nghĩ, nếu như thật sự có người như thế, thực lực đó sẽ thấp sao? Một lão bất tử sống mấy trăm năm sẽ là người yếu hay sao? Thế nào, người ta hợp tác? Chúng ta cũng có cơ hội lay chuyển Bách Hoa Cung đấy. Ân Huyên Nhi Nhi tiếp tục nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ân cô nương, thành thật mà nói, ngươi nói ta hơi động lòng, nhưng ta nghĩ ta vẫn từ chối. Tại sao? Ân Huyên Nhi Nhi không rõ. Đầu tiên, mục tiêu của ngươi là sáu thế lực lớn đỉnh cấp của Đại Tần Đế Quốc, mà mục tiêu của ta chỉ là Bách Hoa Cung. Nếu như ta hợp tác với ngươi, kẻ thù của ta từ Bách Hoa Cung biến thành sáu thế lực lớn và Đại Tần Đế Quốc, đến lúc đó, cho dù ta cứu mẫu thân ta, chỉ sợ ta, mẫu thân ta và muội muội vĩnh viễn không được an bình. Còn nữa, ta không tin ngươi, bởi vì trực giác nói cho ta, ngươi muốn hợp tác với ta tuyệt đối cũng không chỉ vì Bách Hoa Cung đơn giản như vậy.
Dương Diệp nói thẳng thắn. Đúng, hắn cảm giác hợp tác với nữ nhân trước mắt tuyệt đối không chỉ vì đối phó Bách Hoa Cung mà thôi. Tuy rằng đây chỉ là một cái suy đoán của hắn, thế nhưng hắn vẫn đồng ý tin tưởng trực giác này. Hơn nữa Dương Diệp cũng biết rõ một đạo lý, hợp tác tốt nhất là xây dựng trên thực lực song phương ngang nhau, không phải vậy, một bên quá yếu thường không có kết quả gì tốt, mà hắn hiện tại còn yếu hơn Ân Huyên Nhi Nhi không ít. Ân Huyên Nhi Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi rất cẩn thận, nhưng ta tin tưởng ngươi này nhất định hợp tác với ta. Nàng không nói thêm lời nào nữa, tiến vào trong vòng xoáy của Dương Diệp. Hai ngày sau, Tô Thanh Thi lần thứ hai đi tới Phủ Văn Phong. Âu Dương Ngôn là nội gian. Đây là câu nói đầu tiên của Tô Thanh Thi khi nhìn thấy Dương Diệp. Người của Quỷ Tông. Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi gật gật đầu, sắc mặt trầm thấp như nước, nói. Như lời ngươi nói, lần này đúng là Quỷ Tông nhằm vào Kiếm Tông ta, đệ tử tham gia Thanh Vân Bảng là một âm mưu. Nhưng rất đáng tiếc, lần này có cường giả Quỷ Tông mai phục tại Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí ngay cả Âu Dương Ngôn cũng đào tẩu. Đối phương phái ra cường giả là Tôn Giả Cảnh. Dương Diệp hỏi lần nữa. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nói. Ba tên cường giả linh giả cảnh, ta bất cẩn rồi, chỉ dẫn theo một tên cường giả linh giả cảnh đi vào, lần này không chỉ không lưu lại đối phương, suýt nữa Mộ Dung Yêu cũng bị người ta giết, ta bất cẩn rồi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Thanh Thi, ngươi cảm thấy Kiếm Tông có bao nhiêu đệ tử sẽ là người của Quỷ Tông? Trong mắt của Tô Thanh Thi co rụt lại, đúng đấy, ngay cả Âu Dương Ngôn đều là gian tế của Quỷ Tông, trong Kiếm Tông có bao nhiêu người là người của Quỷ Tông? Mà những người này đang đảm đương nhân vật gì trong Kiếm Tông? Đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, hoặc là trưởng lão? Nếu như ngay cả trưởng lão cũng có gian tế của Quỷ Tông, Kiếm Tông? Tô Thanh Thi không dám nghĩ tới. Dương Diệp hít một tiếng, nói. Thanh Thi, thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy Kiếm Tông đã tới mức bệnh giai đoạn cuối, bệnh đến giai đoạn cuối cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Kiếm Tông cũng không biết, hoặc là không thừa nhận mình đã bệnh đến giai đoạn cuối. Còn cho rằng mình là sáu thế lực lớn của Nam Vực. Đúng thế, Kiếm Tông thật sự vẫn là một trong sáu thế lực lớn của Nam Vực, thế nhưng Thanh Thi, ta nghĩ hỏi một câu, nếu như Kiếm Tông không có Túy đạo nhân tiền bối, ngươi cảm thấy Kiếm Tông kết cục sẽ làm sao? Sắc mặt Tô Thanh Thi hơi trắng bệch, một lát sau, nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút cay đắng, nói. Nếu như không có Túy sư bá tọa chấn, e sợ Kiếm Tông lúc này đã không còn tồn tại nữa. Cho dù tồn tại, cũng đến lưu lạc đến thế lực nhị lưu. Dương Diệp nói. Vì lẽ đó ta cảm thấy, cho dù Kiếm Tông có người trên Thanh Vân Bảng, nhưng cũng không thể thay đổi tình hình của Kiếm Tông hiện nay, bởi vì ta cảm thấy, đệ tử Kiếm Tông đi kiếm đạo sai lầm. Bao quát Thanh Thi ngươi, kiếm đạo của ngươi cũng sai rồi. Nghe vậy, Tô Thanh Thi chấn động, nói. Có ý gì? Kiếm giả, thà gãy không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dương Diệp chậm rãi nói. Đây là câu nói của tổ sư gia Kiếm Tông, cũng có thể nói là chân lý kiếm đạo, thế nhưng ngươi xem Kiếm Tông hiện giờ đi, Kiếm Tông hiện giờ có người nào có thể làm được sao? Chấp kiếm trưởng lão lúc trước vì không kết oán với Bách Hoa Cung đã giao ra muội muội ta, kiếm của hắn đã cong. Kiếm Tông các đại trưởng lão, còn có rất nhiều đệ tử Kiếm Tông, bao quát ngươi, trong lòng các ngươi lo lắng quá nhiều, đều cảm thấy hẳn nên lấy đại cục làm đầu. Nhưng không nghĩ tới, chính bởi vì như vậy đã làm kiếm và tâm của các ngươi bị ràng buộc. Sắc mặt của Tô Thanh Thi càng trắng. Dương Diệp tiếp tục nói. Chính ngươi nghĩ lại xem, đệ tử các ngươi Kiếm Tông bao quát những trưởng lão kia, nếu như có đệ tử Nguyên Môn bắt nạt lên đầu các ngươi dám rút kiếm với Đại Tần Đế Quốc cùng đệ tử Nguyên Môn không? Có lẽ có, thế nhưng không thể nghi ngờ, những người rút kiếm này cũng sẽ suy xét rất nhiều thứ, tỉ như thân phận của đối phương. Tỉ như hậu quả của chính mình. Đây là chuyện thường tình của con người, thế nhưng thử hỏi, một đệ tử Kiếm Tông bị trói buộc tâm như thế, bọn họ có thể trấn hưng Kiếm Tông hay sao? Sắc mặt của Tô Thanh Thi tái nhợt, song quyền nắm chặt. Kiếm và tâm của đệ tử Kiếm Tông mặc dù bị ràng buộc, đó là bởi vì người lãnh đạo Kiếm Tông sai lầm. Dương Diệp nói, lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn, ta giết ba tên đệ tử Nguyên Môn, nếu như việc này bị Nguyên Môn biết, Nguyên Môn yêu cầu Kiếm Tông giao ta ra, ngươi cảm thấy Kiếm Tông sẽ làm sao? Vì đại cục, Kiếm Tông sẽ giao ta ra. Ở tình huống như vậy,
Ngươi cảm thấy kiếm của đệ tử kiếm tông sau này có thể xuất kiếm thỏa thích hay không? Lẽ nào con đường của kiếm tông thật sự sai lầm rồi sao? Tô Thanh Thi thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê man. Nhìn Tô Thanh Thi sắc mặt tái nhợt, con người mê man, trong lòng Dương Diệp còn sinh ra tâm không đành lòng, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. Ngươi nên nghe qua chuyện của Túy đạo nhân tiền bối, Túy đạo nhân đánh giết đệ tử nguyên môn, thế nhưng kiếm tông đối xử với hắn như thế nào? Kỳ thực ta hơi lý giải quyết định của Túy đạo nhân tiền bối không gia nhập kiếm tông, bởi vì kiếm tông đã trở thành một loại ràng buộc, thân cư trong đó sẽ bị đủ loại ràng buộc, người mỗi làm một chuyện gì đó liền cần cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Ở tình huống như vậy, tu luyện kiếm đạo như thế nào? Ngươi cũng bởi vì nguyên nhân này mới không gia nhập kiếm tông sao? Tô Thanh Thi nói với Dương Diệp. Dương Diệp cười cợt, nói. Thanh Thi, ngươi đừng nói với ta, nếu nói ta gia nhập kiếm tông tuyệt đối sẽ không giao ta ra. Lời của ngươi nói ta tin, nhưng ta không tin kiếm tông. Ta mấy tháng này rèn luyện trong thập vạn đại sơn, từng làm rất nhiều chuyện, cũng giết rất nhiều người, càng đắc tội rất nhiều thế lực. Ta nghĩ, nếu như những việc này bị vạch trần, gia nhập kiếm tông, không chỉ không thể tự vệ, ngược lại sẽ làm ta chết nhanh hơn. Bởi vì ta dám cam đoan, ở trước mặt những thế lực này, kiếm tông không chỉ có không bảo vệ ta, ngược lại sẽ giúp đỡ những người này tới đối phó ta. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, có ý nghĩa vô cùng lớn với kiếm tông sẽ không. Tô Thanh Thi nói, Dương Diệp không có tranh luận, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nhìn mây trắng quấn quanh ngọn núi chung quanh, hít sâu một hơi, sau đó nói. Thanh Thi, kỳ thực kẻ địch kiếm tông làm sao chỉ có quỷ tông. Kiếm tông hiện tại như một đứa trẻ cầm cái bánh thật lớn bị nhiều người lớn vây quanh, nếu như không phải sau lưng đứa trẻ này cũng có người lớn, đứa trẻ này sớm muộn gì cũng bị đám người lớn khác giết chết. Thế nhưng ta tin tưởng, người lớn sau lưng đứa trẻ này không thể vĩnh viễn không sợ những người lớn khác. Tô Thanh Thi đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hai mắt nhìn ra xa xa, trong mắt còn bắn ra hàn quang, nói. Đứa trẻ này cũng không phải một đứa con nít, nếu ép đứa trẻ này điên cuồng lên, cho dù không thể giết chết những người lớn này, thế nhưng muốn làm đối phương mất đi vài miếng thịt trên người vẫn làm được. Dương Diệp hít một tiếng, nói. Thanh Thi, nếu như kiếm tông thật sự đến một ngày kia, người sẽ như thế nào? Tô Thanh Thi ngây người, sau đó nói. Kiếm tông còn, ta còn, kiếm tông vong. Ta vong. Ngữ khí của nàng rất kiên định. Dương Diệp trầm mặc, hắn không hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy, thế nhưng hắn biết, hắn không thay đổi được quyết định của nữ tử bên cạnh. Nhưng hắn bận tâm những thứ này quá sớm, tuy rằng kiếm tông hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng cũng không phải bất cứ thế lực nào nói diệt là diệt, trừ phi mấy thế lực liên thủ, chỉ nhưng việc này không hiện thực, bởi vì quan hệ đến quá nhiều vấn đề. Lần này tìm đến ngươi, đó là muốn nói cho ngươi biết. Nếu như gần đây không có chuyện gì, không nên rời khỏi kiếm tông. Bỗng nhiên Tô Thanh Thi nói. Dương Diệp biết ý của đối phương, hỏi. Kiếm tông có phái cường giả đi ám sát đệ tử tham gia thanh vân bảng của quỷ tông hay không? Tô Thanh Thi chậm rãi lắc lắc đầu. Tại sao không phái đi? Dương Diệp nói. Nhân gia cũng đã bắt đầu nhằm vào kiếm tông, tại sao kiếm tông còn muốn bị động chịu đòn? Chủ động xuất kích không tốt hơn sao? Tô Thanh Thi nói. Bởi vì kiếm tông cân nhắc sự quá nhiều rồi. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ nồng đậm. Thanh Thi, địa vị của ngươi trong kiếm tông như thế nào? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi nghiêng đầu nhìn Dương Diệp một chút, nói. Không có chức vị xác thực, cũng không có thực quyền gì. Dương Diệp cau mày, nói. Lấy thân phận của ngươi thêm vào thực lực của ngươi, ngươi làm trưởng lão nội môn không khó mà. Trước đây chỉ muốn tu luyện kiếm đạo. Đi làm những này, không có thời gian. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có ý gì? Dương Diệp tổ chức ngôn ngữ, nói. Thanh Thi, nếu ngươi muốn chấn hưng kiếm tông, vì sao ngươi không trực tiếp trưởng khống kiếm tông? Nắm kiếm tông trong tay của mình, cứ như vậy, ngươi có thể là người cải cách kiếm tông. Trưởng khống kiếm tông? Tô Thanh Thi khẽ cau mày, nàng trước đây chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ngươi xem trọng kiếm tông như vậy, ngươi trở thành tông chủ của kiếm tông, sau đó dựa theo ý nguyện của ngươi mà thay đổi kiếm tông. Nếu muốn thay đổi kiếm tông, không phải dựa vào một mình ngươi nỗ lực là có thể, thế nhưng nếu như ngươi trở thành tông chủ kiếm tông, ngươi có thể thay đổi rất nhiều đệ tử kiếm tông, ngươi cảm thấy thế nào?
Tô Thành thì hơi động tâm, một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu như ta trở thành tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ gia nhập kiếm tông sao? Dương Diệp khổ cười cợt, lại là vấn đề này. Dương Diệp xoay người nhìn Tô Thanh Thi, nữ tử trước mắt như vẫn mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc như thác nước chảy sau lưng, hai bên trán, hai lọn tóc chập chờn theo gió. Gương mặt tinh xảo, vóc người như ma quỷ, khí chất điềm tĩnh thanh nhã, Dương Diệp cảm giác tim mình đập nhanh. Hơi không chịu được Dương Diệp ánh mắt, Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Thanh Thi, lúc đó ta và ngươi có ước định, ngươi còn nhớ chứ? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi gật gật đầu. Ta đang nghĩ, nếu như ta không có lên Thanh Vân Bảng, ngươi có cho ta cơ hội theo đuổi ngươi hay không? Hoặc là, những người khác của Kiếm Tông leo lên ba vị trí đầu của Thanh Vân Bảng, ngươi có cho hắn cơ hội theo đuổi ngươi hay không? Dương Diệp nói. Hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn và Tô Thanh Thi lúc đó phát sinh quan hệ, trong thời gian ở chung với Tô Thanh Thi không ngừng trợ giúp hắn, khắp nơi giữ gìn hắn. Mà Tô Thanh Thi làm những việc này là vì Dương Diệp hay bởi vì Dương Diệp hắn có thể lên Thanh Vân Bảng, từ đó tranh thủ lợi ích cho Kiếm Tông. Hắn nghĩ tới cái vấn đề này, thế nhưng không nghĩ tới đáp án, bởi vì đáp án thường thường phi thường tàn khốc. Tô Thanh Thi trầm mặc một lát, nói. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Dương Diệp nói. Nếu như ngươi là bởi vì Kiếm Tông mà đáp ứng ước định kia với ta, vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Kỳ thực ngươi không cần oan ức chính ngươi như vậy. Dương Diệp ta có ân tất báo, ngươi có ân cứu mạng Dương Diệp ta, đại biểu Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng, xem như Dương Diệp ta sẽ báo ân. Cảm tình không phải kiếm đạo một đường, không thể thích làm gì thì làm, Dương Diệp rõ ràng đạo lý này. Nếu như nữ tử trước mắt thật sự không thích hắn, hắn sẽ không nắm việc Thanh Vân Bảng áp chế nàng. Như hắn từng nói, Tô Thanh thì đã cứu hắn và muội muội của hắn. Dương Diệp sẽ đại biểu Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng xem như báo ân. Kỳ thực Dương Diệp cũng rõ ràng, ở thế giới này, nếu một người không có thực lực sẽ không ai thích. Thế nhưng Dương Diệp vẫn hy vọng, Tô Thanh thì trợ giúp hắn, đáp ứng ước định cùng hắn là bởi vì hắn, mà không phải bởi vì hắn có thể lên Thanh Vân Bảng. Chỉ có điều Dương Diệp không có lòng tin vào chính mình cho lắm. Nghe thì hơi mâu thuẫn, kỳ thực không có mâu thuẫn một chút nào. Nếu như Tô Thanh thì bởi vì Dương Diệp mà trợ giúp hắn, cùng ước định với hắn, như vậy chứng minh nàng lưu ý Dương Diệp người này. Mà nếu như là cái sau, vậy thì đại biểu, nếu như người khác có thể lên Thanh Vân Bảng, Tô Thanh thì vô cùng có khả năng đưa ra điều kiện giống như Dương Diệp, thậm chí càng quá đáng hơn. Dương Diệp rất rõ ràng một điểm, vậy thì Kiếm Tông rất trọng yếu trong lòng Tô Thanh thì. Tô Thanh thì trầm mặc, Dương Diệp cũng trầm mặc, hai người cùng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh sắc phương xa. Một lúc lâu, Tô Thanh thì nói. Ở đáy vực đoạn hồn, ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có tiềm lực lên Thanh Vân Bảng, mà là bởi vì ngươi không để ý tính mạng ở Thập Vạn Đại Sơn cứu ta. Ta đi An Nam Thành cứu ngươi là bởi vì ngươi là đệ tử Kiếm Tông, đồng thời cũng báo ân cứu mạng của ngươi. Còn ước định với ngươi lúc trước tuy rằng, Tô Thanh thì ta muốn chấn hưng Kiếm Tông, nhưng sẽ không dùng phương thức như vậy chấn hưng Kiếm Tông. Ngươi coi thường ta, cũng coi thường ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn rõ ràng ý Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi xoay tay phải lại, một thanh kiếm sáng ngời xuất hiện trong tay nàng, nói. Đây là huyền kiếm địa giai hạ phẩm, tử linh, tham gia Thanh Vân Bảng, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, còn cần huyền bảo mạnh mẽ. Có thanh kiếm này, thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng Dương Diệp ấm áp. Không có tiếp lấy, ý niệm hơi động, âm thanh kiếm ngâm vang vọng ra khỏi vỏ. Chỉ trước mặt hắn, nói. Ta đã có huyền bảo rồi. Trong mắt của Tô Thanh Thi còn mang theo một tia kinh ngạc, đưa tay ấn lên kiếm một cái, sau đó nói. Kiếm thật kỳ lạ, có kiếm này, thêm vào rút kiếm thuật của ngươi, uy lực sẽ tăng gấp bội. Kiếm này là lão nhân thần bí giao cho ngươi sao? Dương Diệp gật gật đầu. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Sau đó cầm tử linh giao cho Dương Diệp, nói. Ngươi có thể dùng thanh kiếm này như lá bài tẩy, ở Thanh Vân Bảng có thể cho đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Bình thường cứ dùng tử linh đi. Dương Diệp vẫn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy Tô Thanh Thi còn cần kiếm này hơn hắn, nhưng mà Tô Thanh Thi căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, Tô Thanh Thi lại dừng bước, nói. Ngươi nói chuyện trưởng khống Kiếm Tông.
ta sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Còn nữa, gần đây không nên rời khỏi kiếm tông. Nói xong nàng không dừng lại, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Nhìn phương hướng Tô Thanh Thi rời đi một lát, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thanh tử linh trong tay của mình, hắn cảm thấy Tô Thanh Thi đưa thanh kiếm cho hắn không chỉ bởi vì giao binh khí cho hắn, bởi vì thời điểm nàng đưa kiếm cho hắn, hắn cảm giác được vẻ mặt của nàng không tự nhiên. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu nở nụ cười, nói. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chính mình yêu thích suy nghĩ lung tung. Đang lúc này, giữa không gian có ánh sáng tím lóe sáng, tử điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy tử điêu, Dương Diệp vội vàng cất kiếm đi, sau đó ôm tử điêu vào trong ngực, nói. Ngươi hiện tại đã là vương giai. Tử điêu chỉ trỏ đầu nhỏ, trong con ngươi lập lòe vẻ mừng rỡ. Ngươi cảm giác mình có biến hóa gì đó không? Dương Diệp hưng phấn hỏi. Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó giơ tiểu trảo lên, sau đó vung về phía bàn đá giữa phòng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, chỉ thấy ánh sáng tím xuất hiện trước mặt tử điêu, sau một khắc, ánh sáng đã chém mạnh về phía bàn đá. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn đá vỡ vụn ầm ầm. Ít hầu của Dương Diệp co giật vài cái, hắn khó mà tin nổi, ông trời ơi, vừa nãy hắn thấy cái gì? Tiểu gia hỏa này vận dụng ánh sáng tím quá nhanh, hơn nữa còn bỏ qua không gian. Bạch quang lóe sáng, Ân Huyên Nhi Nhi xuất hiện ở giữa phòng, nhìn tử điêu trong ngực Dương Diệp, trong con người Ân Huyên Nhi Nhi bắn ra một tia kiêng kỵ, nói. Đúng là bỏ qua không gian, nó nhỏ như thế đã nắm giữ không gian thuật. Bỏ qua không gian thuật. Dương Diệp không rõ. Ân Huyên Nhi Nhi hít sâu một hơi, nói. Sau khi đạt đến tôn giả cảnh, người có thể lĩnh ngộ được huyền bí của không gian. Nói xong, nàng không nói nữa, sâu sắc nhìn Dương Diệp cùng tử điêu một chút, sau đó lại tiến vào vòng xoáy của Dương Diệp. Dương Diệp hơi tức giận, nữ nhân này luôn câu dẫn lòng hiếu kỳ của hắn và mặc kệ, nếu như không phải xem mặt mũi nàng là linh giả cảnh, hắn sẽ đánh mông của nàng. Hy vọng Ân Huyên Nhi Nhi giải thích là không thể nào, Dương Diệp nhìn tử điêu, nói. Tiểu gia hỏa, lại phát ra lần nữa cho ta xem. Tử điêu lắc lắc đầu nhỏ, sau đó vùng tiểu trảo lên, một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt, sau một khắc, trên vách tường xa xa nổ mạnh, một lỗ thủng xuất hiện trên vách tường. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này hắn nhìn rõ ràng. Tiểu gia hỏa vận dụng tia sáng tím không nhanh, mà là chân chính bỏ qua không gian. Loại phương thức công kích này đúng là quá khủng bố rồi. Việc này cũng làm hắn cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì công kích như thế thật sự quá mức quỷ dị, đặc biệt trong tình huống đánh lén, nếu như tiểu gia hỏa đánh lén hắn, hắn tự nhận tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng ánh sáng tím của tiểu gia hỏa mà thôi. Kỳ thực không nói đánh lén, cho dù là giao chiến chính diện cũng làm hắn kiêng kỵ không thôi. Tại sao? Bởi vì tốc độ chạy trốn của tiểu gia hỏa có phương thức chạy trốn quá quỷ dị. Đừng nói hắn, cho dù là linh giả cảnh cũng không đuổi kịp. Phương thức chạy trốn quỷ dị thêm vào phương thức công kích quỷ dị, tiểu gia hỏa thật sự là vô địch trong huyền thú vương giai. Một lát sau, sắc mặt ngưng trọng của Dương Diệp nở nụ cười, còn tốt, tên tiểu tử này là một phe với hắn, vì lẽ đó, hắn không nên vì thế mà lo lắng kiêng kỵ, mà là hắn nên cao hứng, nên kiêng kỵ sợ hãi chính là đối thủ của hắn. Tử điêu cảm thấy ánh sáng tím chơi rất vui. Nó vung chảo đánh về phía vách tường bên trái, một tia sáng tím đánh lên vách tường trái, một cái lỗ thủng xuất hiện, sau một khắc, tiểu gia hỏa lại vung chảo sang tay phải. Oanh! Chưa tới 2 giây, Dương Diệp còn đã khôi phục tinh thần trong kiếp sợ, phòng của hắn đã sụp đổ. Dương Diệp mau mau ôm tiểu gia hỏa và chạy ra khỏi gian phòng thật nhanh. Bên ngoài gian phòng, hắn nhìn căn phòng sụp xuống trước mặt mình, gương mặt Dương Diệp biến thành màu đen. Dường như tử điêu cũng biết làm sai chuyện, nó nhảy lên bờ vai Dương Diệp, không ngừng dùng cái mặt của mình cọ cọ vào gò má của Dương Diệp, dáng dấp lấy lòng Dương Diệp. Sau 10 ngày, truyền tống đài. Lúc này dưới truyền tống đài là một quảng trường khổng lồ, nơi này có lít nha lít nhít đứng đầy đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn của kiếm tông, không ngừng có đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn và một ít trưởng lão ngoại môn cùng trưởng lão nội môn đi cũng tới. Tới làm cái gì? Đương nhiên là đưa tiễn 10 người đi vào truyền tống đài. Thanh Vân Bảng không chỉ liên quan tới tương lai của kiếm tông, càng liên quan đến vinh dự của mọi người, một loại vinh dự tập thể. Chỉ cần có người có thể lên Thanh Vân Bảng, sau này đệ tử kiếm tông đi ra ngoài cũng có mặt mũi.
Lên Thanh Vân bảng không chỉ là vinh dự của kiếm tông, cũng là vinh dự của cá nhân cùng và vinh dự của gia tộc, chỉ cần tiến vào bảng, tên của hắn sẽ được Đại Tần Đế quốc chiêu cáo thiên hạ. Từ đó có thể danh chấn Nam vực. Danh chấn Nam vực, đây là chuyện mà các đệ tử trẻ tuổi ước mơ tha thiết. Người tham gia đưa tiễn cảm thấy tinh thần dâng trào kích động, người đưa tiễn bọn họ nhiều như vậy, bởi vì sau đó sẽ đến phiên bọn họ. Nhìn những đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đứng phía dưới, Dương Diệp hơi xúc động, từng có lúc, hắn cũng là một thành viên trong đó, hắn cũng như những người này, xem kiếm tông như hậu thuẫn kiên cường của mình, cho rằng là vinh quang của chính mình, cho rằng đó là đại gia đình ấm áp, chỉ đáng tiếc. Không có lưu luyến, không có hối hận, chỉ là cảm khái, đây chính là tâm tình lúc này của Dương Diệp. Đột nhiên, Dương Diệp quay đầu nhìn sang đệ tử nội môn đứng cách đó mấy trượng. Tên đệ tử nội môn này mặc một bộ áo xanh, lớn lên mi thanh mục tú, tướng mạo rất anh tuấn, nhưng người này đang theo dõi hắn, ánh mắt không quen. Dương Diệp hơi cau mày, hắn không quen biết người này, phải nói ngoại trừ Mộ Dung Yêu và Tần Phong ra, hắn không quen tám người còn lại, hắn không hiểu hắn đắc tội đối phương thế nào. Phải biết, sau khi trở lại kiếm tông, hắn vô cùng biết điều, mỗi ngày chưa từng bước ra khỏi Phù Văn Phong. Thấy Dương Diệp nhìn sang hắn. Tên nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn tên là Tư Đồ Vinh, tiên thiên cửu phẩm đỉnh cao, hắn là đệ tử lâu năm, nghe đồn hắn có thể đột phá vương giả cảnh, nhưng bởi vì Thanh Vân bảng, hắn đã áp chế thực lực của mình. Không biết khi nào, Mộ Dung Yêu và Tần Phong đi tới bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu cười khanh khách nói. Dương Diệp gật đầu với hai người, xem như là chào hỏi, sau đó hỏi. Liên quan gì tới ta? Đương nhiên là có quan hệ. Mộ Dung Yêu cười nói. Hắn có cái đệ đệ, tên là Tư Đồ Bác, là đệ tử ngoại môn lâu năm, nguyên bản đệ đệ của hắn tham gia Thanh Vân bảng lần này, nhưng bởi vì ngươi đột nhiên gia nhập, vì lẽ đó Tư Đồ Bác bị dồn xuống, ngươi nói có quan hệ với ngươi hay không? Tại sao đệ đệ của hắn bị dồn xuống? Dương Diệp hỏi. Bởi vì trong 9 người chúng ta, đệ đệ của hắn là kẻ yếu nhất. Mộ Dung Yêu cười nói. Vì lẽ đó đây là vấn đề của đệ đệ hắn, có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nhún vai một cái nói. Hắn lại không cho là như vậy. Mộ Dung Yêu nói. Vậy ta không có cách nào rồi. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ hắn gây phiền phức cho ngươi sao? Hắn chính là tiên thiên cửu phẩm đỉnh cao. Hơn nữa, ngươi thấy không, ngoại trừ ta và Tần Phong là đệ tử nội môn mới thăng cấp ra, các đệ tử nội môn khác đều nghe lời hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi không sợ sao? Mộ Dung Yêu nói. Dương Diệp nhìn Mộ Dung Yêu một chút, nói. Ngươi và Tần Phong bị xa lánh. Thông minh. Mộ Dung Yêu trừng mắt nhìn, cười nói. Trong 9 ngươi, ta cùng Tần Phong cảnh giới thấp nhất, lại vừa thăng cấp đệ tử nội môn, bọn họ đương nhiên sẽ xem thường 3 người chúng ta, tương tự, bọn họ cũng sẽ xem thường ngươi, như thế nào, có hứng thú đồng thời cùng tiến cùng lui hay không? Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, vào lúc này, trên bầu trời có 3 tia sáng xuất hiện, chợt, 3 bóng người đáp xuống truyền tống đài, 3 người Dương Diệp nhận ra 2 người, phân biệt là Ngọc Hành trưởng lão cùng Tô Thanh Thi, còn có cái người đàn ông trung niên Dương Diệp chưa từng thấy, nhưng nhìn quần áo đối phương, nghĩ đến cũng là trưởng lão nội môn. Ngọc Hành nhìn lướt qua 10 người đứng trên truyền tống đài, cuối cùng nhìn lên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, trong mắt Ngọc Hành lóe ra ánh sáng phức tạp. Một thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không phải là người của kiếm tông. Một lát, Ngọc Hành khôi phục tâm tình của mình, nói. Ta không nói nhảm, phàm là người có thể có tên trên Thanh Vân bảng, ngoại trừ Thanh Vân bảng khen thưởng ra, còn có thể thu được một thanh huyền kiếm địa giai hạ phẩm và một cuốn kiếm kỹ địa giai hạ phẩm. Không chỉ có như vậy, còn thu được 3 năm cung cấp năng lượng thạch không hạn chế từ kiếm tông, đồng thời có thể tiến vào kiếm nô tháp tu luyện. Nghe vậy, các đệ tử đứng phía dưới truyền tống đài xô trào, các đệ tử trên đài tham gia Thanh Vân bảng cũng kích động. Thậm chí ánh mắt những trưởng lão ngoại môn và nội môn cũng sáng lên, hận không thể thay thế mấy người trên truyền tống đài đi tham gia Thanh Vân bảng. Phần thưởng này đúng là quá phong phú rồi. Huyền kiếm địa giai hạ phẩm, kiếm kỹ địa giai hạ phẩm, không ai không động tâm. Dương Diệp cũng hơi bất ngờ kiếm tông lại rộng lượng như vậy, mặc kệ là huyền kiếm địa giai hay là kiếm kỹ địa giai. Tất cả đều là báu vật vô giá. Được một trong đó thôi cũng làm thực lực người ta tăng mạnh, thậm chí còn có thể dùng là bảo vật truyền thừa,
đừng nói đến người khác, cho dù là hắn cũng động tâm. Ngoại trừ huyền kiếm địa giai cùng huyền bảo địa giai ra, còn có năng lượng thạch cung ứng không hạn chế và tiến vào kiếm nô tháp tu luyện cũng rất mê người, không hạn chế cung cấp năng lượng thạch đại biểu trong 3 năm không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện, tiến vào kiếm nô tháp, đại biểu có một nơi tu luyện rất tốt. Đơn giản mà nói, chỉ cần có tên trên thanh vân bảng, khi đó sẽ được cả danh lẫn lợi. Dương Diệp nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Nếu như 10 người đều lên thanh vân bảng, đây chẳng phải nói kiếm tông sẽ đưa ra 10 thanh huyền kiếm địa giai. 10 thanh huyền kiếm địa giai kiếm tông có lẽ có, nhưng cũng quyết không có thể nào dễ dàng đưa ra ngoài như thế. Nói cách khác, cao tầng kiếm tông căn bản không cho rằng 10 người bọn họ có thể tiến lên bảng. Kiếm tông không coi trọng những người này tiến vào bảng, vậy thì đại biểu kiếm tông khẳng định thu thập tư liệu thiên tài của thế lực khác, biết rõ thực lực các thiên tài thế lực khác, cho nên mới phải làm như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi, trong lòng âm thầm quyết định có thời gian nhất định phải tìm Tô Thanh Thi hỏi một chút. Mục tiêu của hắn là số 1 thanh vân bảng hay sao, thành thật mà nói, hắn không có bao nhiêu tự tin, bởi vì nam vực lớn biết bao. Trong đó có bao nhiêu thiếu niên yêu nghiệt, tuy rằng hắn lĩnh ngộ kiếm ý, càng là kiếm tâm thông linh, nhưng không có nghĩa là hắn không có địch thủ trong thế hệ trẻ. Thanh vân bảng quan hệ đến mẫu thân, hắn không thể bất cẩn. Nếu như có thể sớm biết tin tức các đối thủ, như vậy không thể tốt hơn. Như Dương Diệp suy nghĩ, cao tầng kiếm tông thật sự không xem trọng các đệ tử lần này, nếu như cảnh giới Dương Diệp cao hơn một chút, khi đó còn có hy vọng, dù sao Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng Dương Diệp chỉ là tiên thiên nhị phẩm mạnh thì mạnh đến mức nào. Không coi trọng không có nghĩa là không có hy vọng, đã có hy vọng, vậy sẽ phải cổ vũ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Vì lẽ đó kiếm tông khen thưởng lần này rất lớn. Đúng như Ngọc Hành nói, sau khi nói xong câu này, Ngọc Hành sẽ không phí lời, nói. Đi tới đế đô, chấp kiếm trưởng lão. Đang lúc này, một tên đệ tử nội môn đột nhiên bước ra khỏi đám người, tên đệ tử nội môn này quay về thi lễ với Ngọc Hành một cái, nói. Đệ tử có lời muốn nói. Thấy người này đứng ra, Mộ Dung Yêu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt lộ ra một nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn thấy người này, Dương Diệp khẽ cau mày, bởi vì người này cực kỳ giống Tư Đồ Vinh, nói cách khác, người này chính là đệ đệ của Tư Đồ Vinh, chính là người bị hắn đẩy xuống. Đối phương hiện tại đứng ra, nói vậy chính là vì việc này. Ngọc Hành cũng hơi cau mày, nói. Chuyện gì? Tên đệ tử nội môn thi lễ lần thứ hai, sau đó mới nói. Chấp kiếm trưởng lão. Lần này trong người tham gia thanh vân bảng, nguyên bản đệ tử cũng có ở trong đó, đệ tử không hiểu tại sao đệ tử đột nhiên bị thủ tiêu. Là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Hay là thực lực đệ tử không đủ? Là ta thay đổi ngươi? Lúc này, Tô Thanh thì nói. Sở dĩ thay đổi ngươi, là bởi vì có người thích hợp hơn. Trong mắt tên đệ tử nội môn bắn ra hàn quang, đột nhiên chỉ về Dương Diệp, nói. Là bởi vì hắn sao? Nếu như là thế, đệ tử không phục, bởi vì hắn mới là tiên thiên nhị phẩm, mà đệ tử đã tiên thiên thất phẩm. Tô Thanh thì hơi cau mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này Ngọc Hành đột nhiên nói. Nếu ngươi không phục, vậy thì tỉ thí với Dương Diệp được không? Ai thắng liền tham gia thanh vân bảng. Thực lực của Dương Diệp, Tô Thanh thì biết một ít, thế nhưng ngoại trừ Tô Thanh thì ra, cao tầng khác trong kiếm tông không biết, vì lẽ đó Ngọc Hành cũng rất muốn biết thực lực Dương Diệp ra sao. Ban đầu thời cơ không thích hợp, hiện tại đã có rồi. Đệ tử tán thành. Tên đệ tử nội môn này vội vàng nói. Tán thành. Dương Diệp nhìn thiếu niên kia một chút, sau đó lên tiếng nói. Nói xong, thả người nhảy tới trước mặt tên thanh niên. Hai người này ngươi xem trọng ai? Mộ Dung Yêu đột nhiên hỏi Tần Phong bên cạnh. Mộ Dung Yêu nở nụ cười gằn, nói. Tần Phong, ta biết ngươi hơi xem thường Dương Diệp. Cho rằng hắn chỉ có thực lực tiên thiên nhị phẩm. Thế nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, cho dù là ta cũng không nắm chiến thắng hắn, Tư Đồ Bác thuần túy là tìm ngược đãi. Hắn thật sự mạnh như vậy. Tần Phong hơi cau mày. Hắn thừa nhận, người có thể xông tới 22 tầng kiếm nô tháp sẽ không phải là rác rưởi. Thế nhưng nếu nói thực lực đối phương không yếu hơn yêu nữ, hắn thật sự không tin. Bởi vì thời gian đối phương lên cấp tiên thiên quá ngắn. Hơn nữa phẩm cấp cảnh giới càng kém xa. Mộ Dung Yêu không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp dưới đài,
Lúc trước Dương Diệp bộc phát uy lực hộp kiếm, ký ức của nàng chưa phai, đặc biệt là kiếm kỹ quỷ dị kia, cho dù là nàng cũng không thể không kiêng kỵ. Từ Đồ sư huynh, có người nói Dương Diệp này xông qua kiếm nô tháp tầng thứ 22, người cho Từ Đồ bác sư đệ làm chuyện này có thích hợp hay không? Dù sao lấy tư chất cùng tiềm lực của đối phương, tương lai khẳng định chính là siêu cấp thiên tài. Một thanh niên khác quay người lại nói chuyện với Từ Đồ Vinh. Người đã nói là tương lai. Từ Đồ Vinh lạnh lùng nhìn Dương Diệp dưới đài một chút, nói. Ta thừa nhận, nếu như cho hắn và Mộ Dung Yêu thời gian, bọn họ ngày sau thành tựu nhất định không kém gì chúng ta, thế nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn đệ đệ của ta chắp tay giao cơ hội tham gia Thanh Vân bảng này cho người khác? Thực lực đệ đệ ta tương đối kém, nhưng ta không tin, dựa vào sự giúp đỡ của ta, hắn không thể tiến vào bảng, tiến vào bảng ý vị như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Thanh niên kia gật đầu với Từ Đồ Vinh, hắn đương nhiên biết rõ tiến vào bảng có ý nghĩa thế nào, cũng phải, nếu có người cướp vị trí của hắn, hắn khẳng định cũng sẽ rất khó chịu, đặc biệt là người thấp hơn hắn vài phẩm cấp. Chấm. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Một tên đệ tử ngoại môn phía dưới hỏi. Ta xem trọng Từ Đồ bác, hắn không chỉ là đệ tử nội môn lâu năm, càng là tiên thiên thất phẩm, mà Dương Diệp vừa mới lên cấp tiên thiên không bao lâu nha. Chênh lệch nhiều phẩm như vậy, hắn làm sao có thể vượt qua Từ Đồ bác, kỳ thực ta cũng thật tò mò, hiếu kỳ tại sao kiếm tông lại dùng Dương Diệp thay đổi Từ Đồ bác. Ngươi quên Dương Diệp lúc trước dùng thực lực huyền giả cửu phẩm thuấn sát Liễu Thanh Vũ. Đúng thế, Dương Diệp lúc trước là phàm nhân cảnh cửu phẩm cũng có thể chém giết tiên thiên cảnh, hiện tại hắn là tiên thiên cảnh, thực lực của hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Đúng thế, các trưởng lão cũng không phải ngớ ngẩn, dùng Dương Diệp thay đổi Từ Đồ bác, khẳng định là có đạo lý của bọn họ. Được rồi, các ngươi đều đừng tranh luận, chờ bọn họ đánh không phải sẽ biết hay sao. Dưới đài, Từ Đồ bác tay cầm trường kiếm chỉ vào mặt đất, lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Nghe nói ngươi xông kiếm nô tháp đến tầng thứ 22. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Ra tay đi. Hắn hiểu rõ ý của Ngọc Hành, nếu đối phương muốn nhìn thực lực của hắn, hắn không ngại cho đối phương nhìn, không chỉ cho hắn nhìn, càng cho những người tham gia Thanh Vân bảng kia nhìn, có thực lực mới có thể có được tôn trọng, đạo lý này, Dương Diệp rõ ràng. Vì để tránh cho sau này có phiền phức, vì lẽ đó hắn đáp ứng tỉ thí với người trước mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.